kênh quân sự Việt Nam xin gửi đến quý vị và các bạn hồi ký từ châu thổ sông Hồng đến sông Hương xứ Huế của tác giả Lê Huy Mai. Sau đây mời các bạn cùng nghe tập thứ 10. Giữa tháng 8 năm 1975, tôi nhận giấy nghỉ phép trong niềm vui khó tả, rồi hòa mình trong dòng người từ miền Nam đi ra Bắc. Hầu hết người lính ở chiến trường trở về, lưng mang ba lô cùng khung xe đạp, tay cầm búp bê tuy ra còn xanh nhưng mắt đượm niềm vui vì quê hương và người thân đang chờ đón sau gần hai năm xa nhà với những sự kiện lớn lao từ thị xã phan giang tháp tràm tôi đi xe ô tô vận tải quân sự của đơn vị đến thành phố vinh đoạn đường ấy phải đi mất năm ngày ròng rã tôi sốt ruột nhanh chóng mua bằng được chiếc vé tàu về nam định sau đó đi ô tô khách đến dốc hoành nhà, rồi đi bộ thẳng về nhà hành trang về phép của tôi cũng không khác bao người lính trở về từ chiến trường miền nam ngoài chiếc ba lô căng phòng còn kèm theo con búp bê bé gái tóc vàng, mắt xanh. Quà từ phương Nam chỉ có vậy. Mẹ và vợ tôi, các em gái thì có mấy mảnh vải hoa, vài ba mảnh vải dù. Với người lính chiến trường về phép, như thế là tạm ổn. Trong ba lô của tôi còn có một chiếc máy ảnh, một cái đài cassette, mấy cái đĩa xứ khá đẹp mua bằng tiền phụ cấp của mình để tặng gia đình. Về đến đầu làng, thấy tôi, mọi người đều reo mừng. Một số người ủa ra đón, đưa tôi về tới tận nhà. Bà con tiếu tít gọi mọi người trong gia đình tôi, coi đây là sự kiện lớn của làng quê mỗi khi đón ai đó từ chiến trường trở về sau ngày miền Nam được giải phóng. Mấy ngày sau, tôi được biết tất cả những lá thư tôi gửi sau ngày miền Nam được giải phóng đã không về tới gia đình. Vậy là, hơn 3 tháng sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, gia đình vẫn bắt tin về tôi. Cả nhà đã mong mỏi sốt ruột đứng ngồi không yên, chạy đôn chạy đáo hỏi dò tin tức đây đó đều không có kết quả. Chiến trường miền Nam rộng thế, biết tôi ở đâu mà tìm vợ tôi băn khoăn lo âu nhưng vẫn hy vọng đợi chờ thấp thỏm bình đã đạp xe đến nhiều nhà đồng đội của tôi ở huyện xuân trường huyện hải hậu để hỏi tin chồng mọi người ở hậu phương cứ ngỡ sau chiến thắng kết thúc chiến tranh là những người lính từ chiến trường đều được về nhà ngay thật khó biết hết được sự vất vả gian nan của người chiến sĩ sau chiến tranh bộ đội phải tiếp quản địa bàn mới giải phóng tổ chức xây dựng củng cố chính quyền cơ sở giải quyết vấn đề tù binh hàng binh địch xác định người có công kẻ có tội chấn áp tàn quân các lực lượng chống phá ta xử lý những vấn đề trong nội bộ cán bộ chiến sĩ đối phó với nguy cơ từ phía các thế lực thù địch đó chính là nhiệm vụ hậu chiến đối với bộ đội ta sau ngày giải phóng các đơn vị phải cắt cử cán bộ chiến sĩ luân phiên lần lượt nghỉ phép nhiều cơ quan đơn vị có khi tới nửa năm trời vẫn chưa thể thu xếp hết lượt ai có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhất mới được sắp xếp ưu tiên nghỉ phép trước. Riêng thư từ lại có sự trục chặt do hệ thống bưu điện ở miền Nam mới hình thành. Nhân viên hầu hết từ miền Bắc vào, khi kiểm thư có tem mới chuyển. Đó chính là lý do thư của các chiến sĩ quân giải phóng miền Nam không về tới gia đình. Sau ngày giải phóng miền Nam, nhiều tháng sau, rất nhiều gia đình bộ đội lo lắng thắt ruột, thắt gan vì không nhận được tin của con em mình là như thế. Bao ngày mong mỏi gặp lại người thân, mọi người trong gia đình vỡ hòa trong niềm vui sum họp bố mẹ hai bên và vợ tôi cùng mọi người đều mừng rơi nước mắt ai cũng bảo do hồng phúc của tổ tiên để lại và may mắn nên tôi mới vượt qua mọi hiểm nguy ác liệt nơi chiến trường trở về bình an nồi nước vối nấu vội đĩa kẹo lạc kẹo vừng bày ra bàn ra chiếu bà con họ hàng làng xóm vào ra thăm hỏi rất đông ai cũng muốn được nghe tôi kể chuyện chiến trường quân ta đánh giặc giải phóng miền nam mọi người đều chăm chú nghe chuyện giải phóng huế đà nẵng sài gòn và rất cảm động cảm phục, trầm trồ khen ngợi tinh thần chiến đấu của những người con quê hương ra đi bảo vệ non sông, bảo vệ đất nước và đã chiến thắng trở về. Tối muộn, mọi người ra về. Trong căn buồng nhỏ, vợ chồng tôi mới có thời gian nói chuyện. Em cầm tay tôi, như sợ tôi sẽ đi biệt tam biệt tích một lần nữa. Bình thổn thức nói, từ ngày 30 tháng 4 đến nay, không nhận được tin anh, cả nhà đều lo lắng. Sợ anh bị làm sao rồi, anh về mọi người mừng như chút đi được một gánh nặng. Mình được như thế này là tốt lắm rồi em ạ, à, tôi nói với vợ. Đêm hôm ấy và nhiều hôm sau, vợ chồng tôi tâm sự tới khuya. Chuyện vui thì nhiều, chuyện không vui cũng có. Nói chuyện với vợ và những chị em có chồng ra tiền tuyến, tôi càng hiểu đâu chỉ người cầm súng đối mặt với đạn bom kẻ thù mới chịu sự hy sinh to lớn mất mát, mà những người vợ bộ đội và những người ở hậu phương cũng phải gánh chịu những nỗi lo, những hy sinh, chịu đựng không hề nhỏ. Công lao sức lực của họ cũng chẳng kém phần to lớn so với người ở nơi tuyến đầu tổ quốc tôi càng hiểu thêm đức tính nhân hậu chịu thương chịu khó của vợ mình được biết trong khi chờ đợi công tác vợ tôi ở nhà làm công việc đồng áng như đi cấy đi gặt làm cỏ bón phân đào đắp thủy lợi như mọi giáo viên hợp tác xã nông nghiệp bình còn năng nổ tham gia công tác đoàn xã dạy văn hóa góp phần bổ túc kiến thức cho các anh các chú cán bộ lãnh đạo trong xã và nhiều công tác xã hội khác Tối đến sau khi xong công việc gia đình và xã hội, vợ tôi còn cùng chị em đồng trang lứa trong tròn xóm tập văn nghệ, ca hát, trò chuyện tâm tình để xua tan nỗi mệt nhọc của mỗi ngày lao động và tạo niềm vui trong cuộc sống. Đến năm học 1974 đến 1975, vợ tôi được nhận công tác tại trường phổ thông cấp 2 xã nhà. Trong năm 1974, bố mẹ cùng vợ tôi đã hai lần giúp đoàn cán bộ tuyển quân của tỉnh đội Nam Định ở trong căn nhà không rộng lắm của gia đình làm nơi nấu ăn và sinh hoạt của cả đoàn. Mỗi đợt tuyển quân khoảng 15 ngày, em oanh nữ chiến sĩ nuôi quân của đoàn tuyển quân đều ngủ chung với vợ tôi trong căn buồng cưới của chúng tôi. Đêm đêm, hai chị em tâm sự chuyện trò vui vẻ. Những ngày nghỉ phép tuy ngắn ngủi nhưng chúng tôi đã sắp xếp thời gian tranh thủ đi thăm gia đình các đồng đội của tôi và thăm bạn bè, đồng nghiệp xa gần của Bình bằng chiếc xe đạp Phượng Hoàng quý giá ngày ấy. Tháng nghỉ phép đoàn tụ gia đình, thỏa lòng bao ngày xa cách đã hết. Tôi có cảm giác sao nó qua đi nhanh quá bao nhiêu điều muốn bù đắp cho nhau sau hai năm xa cách đâu đã đủ vợ tôi ngày hai buổi vẫn đến trường với trang giáo án và những giờ giảng tôi cũng cần thời gian để mang tin tức và quả cho gia đình những đồng đội còn chưa có may mắn về được phép như tôi ngày nào tôi cũng bận tiếp khách và kể chuyện chiến trường với nhiều người trong họ ngoài làng trong thời gian nghỉ phép vợ chồng tôi cũng mới được cùng nhau hai lần lên phố huyện sắm sửa đôi ba thứ mình thích cũng là cái cớ để được thêm thời gian bên nhau dọc đường đi về còn biết bao nhiêu điều chưa nói được với nhau. vào một ngày giữa tháng 9, sau ngày khai trường, vợ tôi tiến chồng trở về đơn vị. Hai người đèo nhau trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng, y hệt lần tôi trở lại chiến trường hai năm trước. Vẫn dáng vẻ hồn nhiên, dịu dàng, nhưng lần tiến đưa này, vẻ mặt, ánh mắt bình dạng giữa niềm hạnh phúc và niềm tin. Rồi con tàu chuyển bánh rời ga Nam Định rời quê nhà tiến về hướng Nam. Từ một ô cửa sổ toa tàu, bàn tay tôi chìa ra vẫy mãi, vẫy mãi. Vợ tôi nhìn theo tới khi con tàu khuất hẳn. Đất nước đã thống nhất nhưng còn nhiều nơi vẫn chưa thật sự bình yên. Các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Tuyên Đức, địa bàn sư đoàn 324 hoạt động còn gặp nhiều khó khăn. Các tổ chức chống đối như Phú Quốc, rô và tàn quân chế độ Sài Gòn vẫn hoạt động chống phá chính quyền ta rất mạnh. Từ cuối tháng 8 năm 1975, Trung đoàn 1 đã cơ động từ Bình Thuận về vùng Đơn Dương, Tiêng Liêng, tỉnh Tuyên Đức cùng các đơn vị bản truy quét lực lượng rô Tây Nguyên ở vùng này. Hết đợt nghỉ phép giữa tháng 9 năm 1975, tôi trở về đơn vị đúng vào thời điểm cơ quan trinh sát sư đoàn tập trung chỉ đạo nắm địch và tổ chức lực lượng phục vụ các đơn vị chấn áp bọn Phu Nô Trăm, Phu Nô Tây Nguyên và các tổ chức phản động của giới cầm quyền Sài Gòn để lại ở hai tỉnh Ninh Thuận và Tuyên Đức. Vào tháng 10 năm 1975, bọn phản động ở tỉnh Ninh Thuận lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo tổ chức một cuộc biểu tình chống đối chính quyền ở khu vực nhà thờ Thái Bình trên đường 11 thuộc huyện Ninh Phước, do nắm được tình hình kẻ địch từ trước, nên lực lượng trinh sát sư đoàn do đồng chí Hồ Thế Luận, chính trị viên phó đại đội chỉ huy đã triển khai lực lượng rất nhanh. Sau đó, trinh sát ta sử dụng biện pháp nghiệp vụ hợp lý, cùng địa phương giải tán cuộc biểu tình bất hợp pháp rất nhanh. Bọn cầm đầu phải chạy trốn. Sau nhiều ngày, truy đuổi, được nhân dân hỗ trợ, trinh sát sư đoàn 324 đã bắt gọn nhóm cầm đầu cuộc biểu tình tại núi Ba Ngòi Bắc tỉnh Ninh Thuận. Khai thác cha ba một linh mục cầm đầu nhóm phản động, ta đã nắm được kế hoạch phá hoại của tổ chức Phục Quốc, một tổ chức chống đối chính quyền mới của ta. Bọn chúng có mưu đồ sử dụng lực lượng phản động tại chỗ, tập kích một số đơn vị thuộc Trung đoàn 3. Sư đoàn 324 ở huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, ta đã ngăn chặn kịp âm mưu này, bảo đảm an toàn cho bộ đội, đồng thời phối hợp cùng lực lượng địa phương truy bắt hàng trăm tên phản động hoạt động trên địa bàn tỉnh. Lúc bấy giờ, lực lượng công an ta còn mỏng, bọn cướp nổi lên đe dọa trật tự xã hội trên đường một đặc biệt trên đoạn đường cả ná tỉnh Bình Thuận, có toán cướp do tên Trung úy quân đội Sài Gòn cầm đầu. Chúng phục cướp tiền bạc của dân đi trên xe khách, xe tải đã nhiều lần. Trinh sát sư đoàn 324 tổ chức phục kích, truy đuổi liên tục nhiều ngày. Buộc chúng phải di chuyển địa bàn hoạt động từ khu vực cả ná về vùng núi Ba Ngòi, vùng danh giới hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận. Tuy nhiên, chúng vẫn bị trinh sát ta bám theo, truy đuổi gắt gao. Buộc bọn cướp này phải ra đầu thú vào một buổi tối đã khuya cuối năm 1975, tôi nhận được tin từ trực ban của Trung đoàn Pháo binh 78 ở Ninh Phước báo cáo, lúc 22 giờ 30 phút địch đã phá kho lấy hết vũ khí của huyện đội Ninh Phước. Đơn vị đã bắt được một thanh niên còn trẻ nhưng rất ngoan cố không chịu khai. Tôi cùng anh Cao Sĩ Nguyên, trợ lý trinh sát, ngay lập tức, lên chiếc xe dép xuống Trung đoàn 78 làm nhiệm vụ. Đến nơi, tôi cùng anh Cao Sĩ Nguyên đã dùng biện pháp nghiệp vụ phù hợp khai thác tên tù binh rất nhanh. Chúng tôi nắm được buổi chiều hôm đó, tên Dư, bí thư xã đoàn tổ chức một bữa liên hoan cho thanh niên trong xã ra mắt tiểu đoàn Phu Nô trăm huyện Ninh Phước. Chúng mời ban chỉ huy trung đoàn pháo binh 78 đến dự để đánh lạc hướng ta. Trong bữa tiệc, chúng trao đổi công việc với nhau bằng tiếng trăm nên ta không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Sau đó chúng đã tổ chức cướp kho súng của huyện đội Ninh Phước, rồi trang bị cho một tiểu đoàn phu nô trăm. Bọn chúng hành quân lên hướng đơn dương, tỉnh Tuyên Đức với âm mưu tìm nơi lập căn cứ chống phá cách mạng. Sau khi biết rõ sự việc, tôi hỏi tên tù binh, tiểu đoàn phun rô đi đường nào. Họ đi tắt đường đồi, nhưng em biết họ sẽ vượt đường 11 cách phía đông nhà máy điện đa nhiên 5 km, vào khoảng 4 giờ sáng ngày mai, tên tù binh khai. Tôi cùng anh cao sĩ nguyên hội ý nhanh rồi đi đến quyết tâm, khẩn trương tổ chức lực lượng trinh sát phục kích tiêu diệt tiểu đoàn phun rô trăm trên đường 11, đoạn chúng dự định vượt qua. Chúng tôi cử một phân đội trinh sát sư đoàn do đại đội phó, Nguyễn Xuân Lộc chỉ huy đi làm nhiệm vụ anh Cao Sĩ Nguyên trực tiếp chỉ đạo. Bộ đội đã cơ động bằng ô tô theo hướng dẫn của tên tù binh đến triển khai đội hình phục kích bí mật an toàn tại đoạn đường 11, nơi dự kiến bọn Funro trăm sẽ đi qua vào lúc 3 giờ sáng hôm sau, khoảng gần 4 giờ sáng hôm ấy. Tiểu đoàn Funro trăm do tên dư chỉ huy đã lọt vào trận địa phục kích của ta. Bộ phận chặn đầu của trinh sát ta nổ súng. Bọn chúng tán loạn chạy về phía sau lại gặp bộ phận khóa đuôi của ta trận đánh. Chúng không kịp chống trả toàn bộ đội hình tiểu đoàn phun rô chăm tan giã rất nhanh. Chúng vứt bỏ vũ khí, phân tán thành từng tốp nhỏ ẩn nấp trong các bụi cây rậm rạp tại khu rừng xung quanh nơi trinh sát ta phục kích. Trời sáng ta truy quyết bắt được gần 150 thanh niên người trăm, thu được gần 200 khẩu súng. Anh em trinh sát đã giao vũ khí và số thanh niên này cho địa phương. Mấy ngày sau, chúng tôi nhận được thông tin từ địa phương cho biết, tên dư cùng 10 đồng bọn đã về vùng rừng núi miền Tây huyện Ninh Phước chúng đang tìm cách móc nối cơ sở để tổ chức chống phá chính quyền được lệnh của tham mưu trưởng sư đoàn chúng tôi tổ chức một phân đội trinh sát do đồng chí trần cảnh yên trợ lý trinh sát sư đoàn chỉ huy truy lùng tìm nhóm phun rô trăm do tên dư chỉ huy ở vùng rừng núi miền tây huyện ninh phước tỉnh ninh thuận phân đội trinh sát của đồng chí yên đã tổ chức truy tìm phục kích hơn một tuần liên tục thấy rất nhiều dấu vết trú quân của địch để lại nhưng vẫn chưa tìm được mục tiêu chắc là cơ sở của bọn phản động ở trong làng gần đó nắm được những khu vực có lực lượng ta truy lùng đã mật báo cho chúng. Cho nên bọn phu rô chăm do tên dư chỉ huy đã kịp thời di chuyển làm cho trinh sát ta mất mục tiêu. Phán đoán được tình hình địch, đồng chí Trần Cảnh Yên đã công khai cho các chiến sĩ của phân đội trinh sát rút về làng giữa ban ngày để nghi binh, rồi đêm đến bí mật hành quân trở lại địa bàn mai phục. Ngày hôm sau, trinh sát ta đã bắt được một phụ nữ tên là Hán Thị Nhị mang theo một bao tải chừng 10kg gạo và nhiều loại thực phẩm trên đường đi vào rừng đồng chí Trần Cảnh Yên hỏi, gạo và thực phẩm chị mang lên rừng cho ai? Hán Thị Nhị tỏ ra rất lúng túng nhưng nhất quyết không khai. Đồng chí Trần Cảnh Yên buộc phải dùng biện pháp dọa, chị không khai. Úp mặt vào tảng đá kia và cầu nguyện đi. Lập tức người phụ nữ này quay về hướng mặt trời cầu khấn gì đó, lầm nhầm trong miệng. Sau đó chị ta nói, các ông giết tôi cũng được nhưng để cho tôi nguyên thầy. Chúng tôi không muốn giết chết chị, nhưng nếu chúng tôi đã giết thì sẽ để đầu một nơi thân một nẻo, đồng chí Trần Cảnh Yên dọa tiếp. Người phụ nữ ấy sợ quá đã khai hết với đồng chí Trần Cảnh Yên vị trí đóng quân của nhóm phun chăm do tên dư chỉ huy ở vùng rừng núi miền Tây huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận. Sau này chúng tôi mới biết người chăm ở đây họ rất sợ khi chết thân thể không còn được nguyên vẹn. Ngay buổi chiều hôm ấy trinh sát ta đã tập kích vào vị trí trú quân của nhóm phun diệt một số tên trong đó có tên dư. Số còn lại hầu hết bị bắt sống. Các đồng chí công an cho biết Hán Thị Nhị là vợ ba của tên Nikolai, tham mưu trưởng vùng 4 của tổ chức Funro. Chúng tôi đã giao chị ta cho chính quyền địa phương quản lý tại gia. Tiểu đoàn Funro trăm do tên dư chỉ huy bị tan giã hoàn toàn. Sau này một nhà văn nào đó đã hư cấu thêm sự kiện trên thành câu chuyện cơn lốc rừng thông rất hay. Tất nhiên không phải nói về trinh sát sư đoàn 324 mà thay vào đó là sự việc của lực lượng vũ trang quân khu 6 và lực lượng địa phương tỉnh Ninh Thuận. Sau Tết Nguyên đán năm 1976, trinh sát sư đoàn nhận nhiệm vụ phục vụ trung đoàn hai hoạt động ở vùng đức trọng tỉnh tuyên đức khoảng một tháng sau trinh sát cùng các đơn vị của trung đoàn hai đã đánh tan trung đoàn bông gua một đơn vị quan trọng nguy hiểm của tổ chức phun tây nguyên tại đây chúng đã thường xuyên đe dọa an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong vùng thừa thắng ta đã tập kích diệt gọn tiểu đoàn đồng khởi của tổ chức phục quốc tây nguyên qua khai thác tù binh trinh sát đã nắm được tin tên hùng chủ tịch đảng phục quốc tỉnh tuyên đức đi nhận tiền ở sài gòn bằng xe khách Hắn sẽ về đến bến xe Đức Trọng vào 12 giờ ngày hôm sau. Chúng tôi liền tổ chức một tổ trinh sát đóng giả dân thường, mai phục ở bến xe Đức Trọng và đã bắt sống được tên Hùng cùng một vali tiền giả. Đây là một đối tượng phản cách mạng rất nguy hiểm. Tôi đã trực tiếp khai thác tên Hùng, biết được nhiều nguồn tin quan trọng, trong đó ta nắm được bọn phản cách mạng có cơ sở in tiền ở nhà thờ Vĩnh Sơn Sài Gòn. Cơ sở in tiền ấy đã cung cấp tài chính cho các tổ chức phản động. Nhờ tin tức ấy cùng các nguồn tin các đơn vị thu thập được, lực lượng ta ở thành phố Hồ Chí Minh đã phá được cơ sở in tiền giả tại đây, làm cho bọn phản động gặp nhiều khó khăn. Kết thúc lần khai thác cuối, Hùng nói với tôi, nếu sau này có khai báo thêm điều gì nữa tôi cũng sẽ chỉ khai với ông. Tối hôm ấy, chúng tôi đã giao tên Hùng, Chủ tịch Đảng Phục Quốc tỉnh Tuyên Đức cho công an tỉnh giam giữ. Rất tiếc, bên công an đã sơ xuất để tên Hùng trốn thoát vài ngày sau đó. Năm 1980, khi được về học tại Học viện Đà Lạt, tôi rất phấn khởi được tin công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt lại được tên này. Như vậy là sau ngày miền Nam giải phóng, tính đến giữa năm 1976, các đơn vị trong sư đoàn 324 đã truy quý ép, xóa sổ nhiều tổ chức phản động trong vùng Ninh Thuận, Bình Thuận, Tuyên Đức, góp phần không nhỏ đảm bảo an ninh chính trị trong một địa bàn rộng lớn. Nhanh thật, mới đó mà đã một ngàn ngày tôi có cuộc sống vợ chồng. Nhưng tổng số thời gian vợ chồng tôi bên nhau chỉ tính ngày, tính tháng thời gian thật ngắn ngủi khi tôi nghỉ phép về thăm nhà hai lần về phép trước đều chưa mang lại tin mừng cho gia đình tôi nghĩ đến đó tôi thấy hơi buồn và rất thương vợ một năm sau ngày giải phóng tình hình an ninh chính trị ở các tỉnh nơi sư đoàn đóng quân đã từng bước ổn định chuyển biến tốt đời sống nhân dân cũng đã khá hơn trước lúc ấy sắp đến dịp nghỉ hè của vợ tôi muốn được đưa bình vào nam phần để em biết đó biết đây nhưng phần quan trọng nhất là hy vọng lần này vợ chồng được gần nhau để có được điều mong muốn. Tôi nung nấu ý định này trong nhiều ngày đêm, và tôi chợt nhớ tới Thượng tá, Phó Chính ủy Sư đoàn Lê Văn Giánh. Hồi năm 1973, anh đã xác nhận lý lịch của mình và đồng ý cho tôi cưới vợ. Anh còn dành và xin tiêu chuẩn thuốc lá, bánh kẹo của nhiều người để cho tôi làm đám cưới. Tôi đã tâm sự ý định của mình với Phó Chính ủy Lê Văn Giánh. Được biết anh sắp ra miền Trung công tác và anh đã gợi ý cho phép vợ tôi kết hợp đi cùng xe với anh từ Vinh vào Nam khi anh ấy quay vào đơn vị. Được anh dánh đồng ý giúp đỡ, tôi đã viết thư về báo tin cho vợ tôi và bố mẹ hai bên để chuẩn bị cho chuyến đi thăm miền Nam đặc biệt này. Đầu tháng 6 là lúc giáo viên được nghỉ hè. Vợ tôi được mẹ chồng đưa tiến vào mái tận Vinh. Nghệ An, tìm đến điểm hẹn. Nơi xe ô tô của thủ trưởng dánh trên đường vào Nam sẽ đến đón. Sau một ngày chờ đợi. Thật may. Sau khi kết thúc đợt công tác trở về đơn vị, Xe ô tô chở thượng tá Lê Văn Dánh đã đón được vợ tôi và cháu Loan, con gái chính ủy sư đoàn Nguyễn Trọng Dần cùng vào đơn vị. Những ngày đi đường về đơn vị, anh Dánh cho phép đoàn đổi lương khô cho dân để lấy thức ăn. Anh em, cô cháu tự nấu ăn trên đường đi. Tối đến mọi người nghỉ nhờ ở nhà dân hoặc ở doanh trại bộ đội. Đường dài, chuyến đi tuy vất vả nhưng Bình cho biết nó thật đẹp, đầy ý nghĩa và rất vui. Sau hơn một tuần, xe anh Dánh đã vào tới thị xã Phan Giang, Tháp Tràm, nơi đơn vị đóng quân. Biết tin anh dánh về, tôi vội vã, ham hở rời nơi làm việc đến bãi xe để đón vợ. Đây rồi, chiếc xe con lượn nhanh trước giấy nhà bộ tư lệnh sư đoàn 324, nó từ từ dừng lại giữa sân. Cửa xe phía trước mở, anh dánh từ trên xe bước xuống. Vừa nhìn thấy tôi, anh nói to, các cậu hợp đồng hò hẹn với nhau thế đếch nào mà chờ mãi ở vinh cánh tớ không đón được vợ cậu rồi. Tôi thoáng buồn, chưa kịp phân bua. Anh dánh mỉm cười rất vui rồi nói tiếp, đây này tớ giao cái bình cho cầu đây ránh này đã hoàn thành nhiệm vụ với đồng đội rồi chứ bình xuống xe em xấu hổ đỏ mặt nhưng miệng lại cười rất tươi tôi mừng quá ôm chầm lấy anh ránh cảm ơn chào và nói chuyện với mọi người rồi vợ chồng tôi vui vẻ về phòng khách đơn vị đã chuẩn bị sẵn từ trước đó là căn nhà ống nho nhỏ mái lợp tôn đơn vị mượn của một người dân chưa có nhu cầu sử dụng với vợ chồng tôi như thế cũng là quá tốt rồi anh em trong đơn vị nhận được tin có vợ của chủ nhiệm trinh sát sư đoàn từ ngoài Bắc vào thăm, kéo đến chơi rất đông. Mọi người cười nói tiếu táo rôm giả, đôi lúc khiến vợ tôi đỏ mặt vì ngượng. Anh em đến chơi mang theo nhiều quà, nào là hoa quả, bánh trái, nào là nồi niêu, song chảo, bát đĩa. Có anh còn tặng cả đồ chơi trẻ nhỏ như con búp bê rất bắt mắt. Có người còn tán thêm đó là quà cưới. Họ bảo tôi cưới vợ chui ở ngoài ấy, giờ vào đây bắt cưới lại tôi và bình đều rất vui cái cảm giác vui như thể bây giờ chúng tôi mới thật sự là cô dâu chú rể trong con mắt thân thương quy ý mến của anh em đồng đội bình ở bên tôi gần trọn vẹn tháng nghỉ hè vợ tôi cũng không ngờ mình lại có dịp hưởng những ngày hè ở phương nam xa xôi nơi đơn vị của tôi đóng quân ở đây bình đã khám phá thêm bao điều mới lạ về vùng đất về con người sản vật địa phương cái mà em trân trọng nhất đó là tình cảm của những người lính dành cho nhau rất tế nhị đậm đà bình dị nhưng lại rất sâu sắc ở phan giang tháp tràm ít ngày bình đã làm quen với gia đình anh trần hiếu định phó chủ nhiệm chính trị sư đoàn và nhiều gia đình quân nhân có vợ đến thăm chị em cùng nhau đi chợ miền nam mua sắm thực phẩm mang về tự chế biến nấu ăn cho gia đình mình bình đã nấu những món mà tôi ưa thích như canh chua cá lóc cá biển thịt kho tàu và nhiều món ăn ngày xưa mẹ và bác tôi thường nấu rất ngon cuộc sống thật vui êm đềm và thật hạnh phúc những ngày ở phương nam tôi đưa em đi thăm mọi nơi ở vùng Phan Giang, Tháp Tràm, tham quan nhà của Nguyễn Văn Thiệu ở Ninh Chữ huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Vào vào thành phố Sài Gòn Hoa Lệ vừa được mang tên bác. chúng tôi đã đến tham quan Dinh Độc Lập, Hồ Con Rùa, Đầm Sen, Chợ Bến Thành, Chợ Lớn. Vợ chồng tôi đã chụp ảnh kỷ niệm ở Thảo Cầm Viên của thành phố Sài Gòn. Đó là những ngày đầy áp kỷ niệm, vừa ngọt ngào vừa vui vẻ và ý nghĩa. Nó sẽ đi theo mãi cuộc đời chúng tôi theo năm tháng và mãi mãi không thể nào quên. Tôi rất vui khi đã thực hiện được nguyện vọng của mình như đã viết thư cho vợ ngày 18 tháng 4 năm 1975 tại Đà Nẵng. Một ngày gần đây chắc rằng Sài Gòn và toàn bộ miền Nam sẽ được giải phóng. Ngày đó anh sẽ về thăm em và nếu có điều kiện anh sẽ đưa em đi thăm những nơi đẹp nhất trên mảnh đất miền Nam mà anh đã đặt chân tới. Chắc lúc đó em nhất trí dành thời gian đi chơi với anh chứ. Vào những ngày nghỉ phép cuối cùng, vợ chồng tôi định sẽ đi Đà Lạt thì nhận được tin sư đoàn 32 tư chuẩn bị hành quân ra Bắc nhận nhiệm vụ mới. Thế là vợ chồng tôi lỡ hẹn một chuyến đi thăm xứ sở mộng mơ, hoa giá quỳ vàng rực, với thông reo và sương mù mát mẻ. Tháng 6 năm 1976, tình hình các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã ổn định hơn. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 công bố quyết định của Bộ Quốc phòng Điều động Sư đoàn 324 trở về đội hình của quân khu 4. Sau khi nhận được lệnh của trên, Ban Thường vụ và Đảng ủy Sư đoàn đã họp để ra nghị quyết lãnh đạo đưa lực lượng ra miền Bắc, đảm bảo bí mật, an toàn, Chính ủy sư đoàn giao cho các cơ quan, đơn vị trực tiếp làm việc với các địa phương trong địa bàn đóng quân để ổn định tình hình và kiểm tra bộ đội trước khi rời miền Trung sao cho không để vướng mắc với dân. Đối với dân chỉ được biết ta truyền vị trí, không tiết lộ việc hành quân ra Bắc, bởi các thế lực thù địch vẫn theo dõi mọi hoạt động của ta. Vào một ngày giữa mùa hè năm 1976, toàn sư đoàn hành quân bằng cơ giới ra miền Bắc. Các đơn vị được chia thành từng khối do từng trung đoàn trực tiếp chỉ huy thực hiện các cung chặng đường hành quân và nơi tạm dừng theo đúng lộ trình đã được xác định. Khi về đến địa bàn quân khu 4, sư đoàn bộ đóng quân tại xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, các trung đoàn sẽ đóng quân tại các huyện Quế Phong, Quỳ Hợp và Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Chiếc xe jeep chiến lợi phẩm chở vợ chồng tôi và anh Lương, chủ nhiệm thông tin không theo đội hình hành quân, mà được đặt cách đi độc lập trên đường ra Bắc. Lý do có được ưu tiên như vậy, bởi trên xe có Bình, vợ tôi cùng đi. Hôm ấy, sau khi ăn cơm trưa, chúng tôi chia tay bà con nơi đóng quân, rồi vội vã lên đường. Lúc bấy giờ đường một còn rất xấu. Xe đi suốt buổi chiều mới được khoảng chừng 100 km. Trời tối, chúng tôi dừng lại nghỉ đêm ở nhà mẹ kiến tại thị trấn Diên Xanh, tỉnh Khánh Hòa. Một gia đình đã tận tình giúp đỡ chúng tôi khi đơn vị hành quân tiến về thành phố Sài Gòn hồi tháng 4 năm 1975. Mẹ Kiến và gia đình rất vui khi biết tin mọi người trong đơn vị sau chiến tranh đều an toàn, khỏe mạnh. Bữa cơm tối hôm ấy thật đầm ấm, mang nặng tình quân dân, thủy chung, son sắt. Tối khuya, mẹ Kiến dục chúng tôi đi ngủ lấy sức để ngày mai tiếp tục lên đường. Bình nghỉ với em Kiến, con gái mẹ cũng là giáo viên, là đồng nghiệp nên chị em tâm tình nhiều chuyện tới khuya. Sáng hôm sau, khi chúng tôi chào tạm biệt gia đình, bà cụ còn tặng vợ tôi mấy chiếc nón miền Trung, gia đình tự khâu mang ra miền Bắc để làm kỷ niệm. Thật cảm động chắc Bình không thể quen ngay với hành quân đường dài bằng xe ô tô, cho nên ngày hôm sau, em say xe và em rất mệt. Tôi thương vợ quá, Bình cố chịu đựng tới Vinh thì tôi quyết định cùng em rời xe ô tô để lên tàu hỏa về ga Nam Định. Lên tàu, Bình vẫn rất mệt mỏi, tàu chật trội, có lúc em phải nằm dưới sàn tàu sát gầm ghế để cố nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Rất may khi về đến ga Nam Định, em đã tỉnh táo hơn. Vợ chồng tôi về tới nhà vào một ngày đầu tháng 7 trong sự mong đợi của gia đình. Niềm vui được nhân lên gấp bội khi biết tin ông bà sắp có cháu bế chắc lý do này làm vợ tôi say tàu xe đến mức như vậy. Thật may, chuyến đi an toàn. Một tuần sau, tôi trở vào nơi sư đoàn đóng quân. Ở đó là miền Tây tỉnh Nghệ An thuộc địa phận xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn. Những ngày tiếp theo là thời kỳ sư đoàn củng cố lực lượng, ổn định vị trí đóng quân, tổ chức huấn luyện. Nên những tháng cuối năm 1976, tôi chỉ về thăm nhà bằng chiếc xe Honda được vài ba lần vào ngày Chủ nhật. Giữa tháng 1 năm 1977 tôi mới được nghỉ tranh thủ một tuần. Những ngày nghỉ phép ít hỏi ấy, tôi không giúp được nhiều cho gia đình nhưng mọi người trong nhà đều cảm thấy mãn nguyện và rất yên tâm. Bố mẹ hai bên, vợ và các em tôi không còn phấp phỏng lo âu như hồi tôi còn đánh giặc nơi chiến trường miền Nam nữa. Từ đầu năm 1977, tình hình nước bạn Lào có những dấu hiệu khó khăn, nhiều điểm nóng, bất an bất ổn do các tổ chức phản động trong nước và các thế lực từ bên ngoài gây ra chính phủ nước bạn Lào đã yêu cầu quân đội ta sẵn sàng giúp đỡ. Do đó cơ quan trinh sát sư đoàn 324 vừa tập trung huấn luyện bộ đội, vừa chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động của bọn phản động ở nước bạn Lào nên rất bật. Lúc bấy giờ, trung đoàn 2 đã vào sâu trong chiến trường Nam Bộ, sát biên giới Campuchia. Trung đoàn 3 ba năm đóng quân ở huyện Kỳ Sơn và con cung tỉnh Nghệ An. Do trung đoàn trưởng Lại Thế Cường và chính ủy Lò Văn Nhài chỉ huy được trên điều động về đội hình sư đoàn 324. Đó là một đơn vị có nhiều năm hoạt động ở Tây Bắc và làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Lào. Để thuận tiện cho việc chỉ huy tác chiến, Sở chỉ huy sư đoàn 324 đã chuyển về đóng quân ở gần thị trấn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Thời gian ấy, sư đoàn đã tổ chức cho cán bộ các cấp lần lượt đi chuẩn bị chiến trường trên đất bạn và xây dựng kế hoạch cho các đơn vị sẵn sàng giúp bạn Lào rất chú đáo. Tháng 3 năm 1977, tôi được thăng quân hàm thiếu tá, khi đó tôi sắp tròn 31 tuổi là một trách nhiệm lớn hơn đến với tôi. Đang ở miền Tây tỉnh Nghệ An, tôi nhận được tin vui. Con trai đầu lòng mà vợ chồng tôi mong mỏi, ngóng đợi đã ra đời ngày 11 tháng 3 năm 1977, khỏe mạnh và rất kháu khỉnh. Cái tên Lê Hải Trung mà vợ chồng tôi và gia đình đã chọn đặt cho cu cậu là để nhớ mãi kỷ niệm vùng Duyên Hải miền Trung, nơi mà sau ngày miền Nam hoàn toàn được giải phóng. Đất nước thống nhất, vợ tôi đã vượt hơn ngàn cây số vào thăm tôi ở thị xã Phan Giang, Tháp Tràm, tỉnh Ninh Thuận. Thời gian này cơ quan sư đoàn tập trung chuẩn bị cho các đơn vị đi trước sẵn sàng hành quân sang Lào giúp bạn. Cho nên mãi tới cuối tháng tư tôi mới có dịp tranh thủ ít ngày về thăm cậu con trai bé bỏng. Tôi mừng vui khôn xiết khi mình đã được làm bố. Đứa con đã đặt trên đôi vai tôi trọng trách mới đối với gia đình. Trách nhiệm ấy thiêng liêng, gần gũi và ấm áp đến lạ kỳ. Có con để rồi xa con tôi nhớ. Cái nhớ nhung quay quắt của tình phụ tử. Ở nhà mấy ngày, tôi không giúp vợ được gì nhiều, tôi bế con còn vụng về nhưng tôi được nhìn con cười con khóc con ăn con ngủ con lớn lên trong vòng tay và bầu sữa mẹ hàng ngày trong những ngày nghỉ phép ngắn ngủi ấy vợ chồng tôi cùng bố mẹ hai bên đều rất vui về đơn vị tôi nhận ra nỗi nhớ vợ nhớ con của người lính có những dư vị khác với những người thường và đời thường người lính nhớ vợ nhớ con nén chặt vào tim và nỗi nhớ làm họ rắn giỏi hơn vững vàng hơn và bước chân của họ càng tiến về phía trước tôi thầm cảm ơn người vợ của mình đã lặng lẽ nuôi con từ khi con mới chỉ là một giọt máu. 9 tháng 10 ngày mang nặng, rồi đẻ đau mà không có tôi ở bên cạnh để sẻ chia, nâng niu, chiều chuộng. Bây giờ vợ tôi lại lặng lẽ nuôi con đợi chờ chồng trở về trong đôi ba ngày phép ít hỏi giữa khoảng cách đợi chờ dài rằng giặc Làm vợ bộ đội, vợ tôi yên tâm, tự tin có pha chút tự hào, để tự mình vượt lên trong cuộc sống dẫu còn vô vàn khó khăn thiếu thốn. Trong công tác chuyên môn, vợ tôi vẫn tận tụy, Nhiệt tình, khiêm tốn học hỏi, say mê giảng dạy, yêu nghề, mến trẻ nên được đồng nghiệp và học sinh cùng phụ huynh quý mến. Thực hiện yêu cầu của chính phủ nước bạn Lào, đầu tháng 4 năm 1977, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 quyết định cử một số đơn vị của sư đoàn 324 sang hoạt động ở chiến trường bên đó. Vào giữa tháng 4 năm ấy, trung đoàn 335, tiểu đoàn xe tăng, tiểu đoàn pháo 122 được Bộ Tư lệnh sư đoàn giao nhiệm vụ đi trước sang Lào giúp bạn. Mọi công tác chuẩn bị được các đơn vị tiến hành rất khẩn trương. Ngày 24 tháng 4, cánh quân đi đầu giúp bạn là thuộc sư đoàn 324 đã từ huyện Kỳ Sơn và con cung tỉnh Nghệ An hành quân bằng cơ giới theo đường 7. Bộ tư lệnh sư đoàn 324 lập sở chỉ huy tiền phương do phó tư lệnh Nguyễn Minh Long chỉ huy gồm các đồng chí Lê Sĩ Thái, phó trưởng ban tổ chức, Cao Xuân đại trợ lý tác chiến, một bộ phận hậu cần do đồng chí Dinh phụ trách cùng một phân đội trinh sát và một trung đội về binh hành quân trong đội hình trung đoàn 335 sau 6 ngày vượt chặng đường dài 700 km, các đơn vị của ta vào vị trí tập kết ở sâu trong lãnh thổ nước bạn Lào, đồng bào địa phương trong vùng cánh Đồng Chum, Salafukhum, Mường Ca Sĩ, cùng lãnh đạo của bạn đón tiếp bộ đội Việt Nam rất nồng nhiệt. Sở chỉ huy tiền phương sư đoàn 324 cùng trung đoàn 335 đến ngã ba hội Mỏ, ngược đường lên dốc rồi dừng lại đóng quân tại khu vực Bản Son, Mường Trà, gần Phu Bia một căn cứ quan trọng của lực lượng phỉ vàng Pau, thực hiện yêu cầu của chính phủ nước bạn Lào. Đầu tháng 4 năm 1977, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 quyết định cử một số đơn vị của Sư đoàn 324 sang hoạt động ở chiến trường bên đó. Vào giữa tháng 4 năm ấy, Trung đoàn 335, Tiểu đoàn Xe Tăng, Tiểu đoàn Pháo 122 được Bộ Tư lệnh Sư đoàn giao nhiệm vụ đi trước sang Lào giúp bạn. Mọi công tác chuẩn bị được các đơn vị tiến hành rất khẩn trương. Ngày 24 tháng 4, Cánh quân đi đầu giúp bạn là thuộc sư đoàn 324 đã từ huyện Kỳ Sơn và con quân tỉnh Nghệ An hành quân bằng cơ giới theo đường 7. Bộ tư lệnh sư đoàn 324 lập sở chỉ huy tiền phương do Phó tư lệnh Nguyễn Minh Long chỉ huy gồm các đồng chí Lê Sĩ Thái, Phó trưởng Ban Tổ chức, Cao Xuân Đại trợ lý tác chiến, một bộ phận hậu cần do đồng chí Dinh phụ trách cùng một phân đội trinh sát và một trung đội vệ binh hành quân trong đội hình trung đoàn 335. Sau 6 ngày vượt chặng đường dài 700 km, các đơn vị của ta vào vị trí tập kết ở sâu trong lãnh thổ nước bạn Lào. Đồng bào địa phương trong vùng cánh Đồng Chum, Salafukhum, Mường Ca Sĩ, cùng lãnh đạo của bạn đón tiếp bộ đội Việt Nam rất nồng nhiệt. Sở chỉ huy tiền phương sư đoàn 324 cùng trung đoàn 335 đến ngã ba hội mỏ, ngược đường lên dốc rồi dừng lại đóng quân tại khu vực Bản Son, Mường Trà, gần phu bia một căn cứ quan trọng của lực lượng phỉ vàng Pau. Ngày 29 tháng 4 năm 1977 đồng chí sổm sắc, Phó Tổng Tham Mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào đến thăm Trung đoàn 33 năm thể hiện sự quan tâm của bạn đối với quân tình nguyện Việt Nam. Sau khi ổn định vị trí đóng quân, Trung đoàn 33 năm đã hỗ trợ bạn tiêu diệt một số nhóm phỉ vàng bao và các lực lượng phản động khác ở khu vực đường 13, đoạn Phôn Hồng, Hồi Mỏ. Bạn cho biết hiện nay, lực lượng phỉ vàng bao ở khu vực này do hai tên say xua và rong rua hờ cầm đầu. Chúng đang hoạt động rất mạnh ở khu vực Mường Trà, Phu Bia và đó là trung tâm chỉ huy chống phá cách mạng Lào. Lực lượng của chúng trà trộn trong các bản làng, thường xuyên bắt lính, uy hiếp chính quyền cách mạng. Mục tiêu của chúng là lật đổ chính quyền cơ sở ở khu vực này. Bạn đã lập mặt trận 11A do Thiếu tướng Bun Chăn làm tư lệnh để tiêu diệt địch ở đây và yêu cầu Trung đoàn 335 tham gia chiến đấu. Phó tư lệnh Sư đoàn Minh Long cùng Ban chỉ huy Trung đoàn 335 đã họp xây dựng phương án phối hợp cùng lực lượng bạn truy quét bọn phỉ ở Mường Trà, Phôn Hồng, Vong Viêng từ tháng 4 đến tháng 10 năm 1977, trung đoàn 335 đã liên tục dùng các phân đội nhỏ, cỡ tiểu đội, trung đội đến đại đội truy lùng vào sâu trong các khu vực rừng núi hiểm trở. Các đơn vị đã tiếp cận các bản làng hẻo lánh, tiếp xúc và vận động nhân dân giúp đỡ, tìm phi để tiêu diệt. Thời gian ấy, có trận ta dùng một tiểu đoàn bộ binh, đánh vào căn cứ ở vùng sâu của lực lượng phỉ vàng bao diệt được một số tên, làm chúng hoảng sợ chạy toán loạn và phân tán vào trong những bản làng sâu trong núi. Trong thế địch hỗn loạn, ta sử dụng lựu pháo 122 bắn mạnh vào căn cứ Phu Bia. Bọn phỉ phải rời khỏi căn cứ này, dạt ra phía ngoài để bảo toàn lực lượng. Nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn chúng lại quay về Phu Bia tiếp tục chống phá cách mạng. Thực tế khó nhất của bộ đội ta là địch không ở tập trung, mục tiêu không rõ ràng. Chúng thường trà trộn trong dân nên nơi nào cũng có địch hoạt động. Mỗi lần gặp ta nổ súng, những nhóm phỉ nhỏ đều bỏ chạy dạt như bèo vào rừng. Vì vậy, ta chưa đánh tiêu diệt được từng đơn vị địch. Nhưng do ta truy quét mạnh và liên tục ở khu vực mường trả nên có một số tên đã ra đầu thú. Chính vì vậy ta nắm được lực lượng chính và xào huyệt của lực lượng phỉ vàng bao đã co cụm về căn cứ phu bia. Mấy tháng qua đi, trung đoàn 335 và các đơn vị đã cùng lực lượng của bạn truy quét bọn phỉ vàng bao ở vùng phu bia, phôn hồng, văng viêng liên tục dài ngày nhưng kết quả chưa cao. Lực lượng phỉ quán sư ở khu vực Khun và Mường Ca Sì hoạt động rất mạnh an ninh chính trị nhiều nơi trên đất nước Lào ngày càng diễn biến phức tạp. Bộ đội ta luôn phải cơ động ứng phó, hỗ trợ giúp bạn xử lý tình huống đột xuất và giải quyết những điểm nóng do phỉ vàng bao và bọn phản động gây ra. Tình hình nóng lên hàng ngày, tuy rằng chưa nổ ra chiến sự lớn và chưa hình thành một cuộc chiến tranh. Nhưng các thế lực phản động chống đối đã gây cho chính quyền non trẻ của nước bạn Lào gặp vô vàn khó khăn. Cơ quan trinh sát sư đoàn hàng ngày vẫn liên lạc với sở chỉ huy tiền phương sư đoàn, qua anh Minh Long và cơ quan tham mưu để nắm chắc diễn biến địch và ta ở trên đất nước bạn. Từ cuối tháng 10 năm 1977, tình hình ở nước bạn Lào diễn biến ngày càng phức tạp hơn. Vì vậy, Trung tướng Lê Quang Hòa, Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu 4 đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho sư đoàn 324 đưa lực lượng còn lại sang Lào giúp bạn. Ngay lập tức mọi công tác chuẩn bị được các đơn vị trong sư đoàn thực hiện khẩn trương nghiêm túc trong suốt tháng 11 để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao. Vào buổi chiều một ngày cuối tháng 11 năm 1977, Chính ủy sư đoàn Nguyễn Trọng Dần gọi tôi lên trung tâm chỉ huy. Gặp tôi, ông bắt tay rồi nói, theo quy hoạch thời gian tới, đồng chí có thể được đi học để nâng cao trình độ phục vụ quân đội lâu dài. Nhưng sư đoàn đã được lệnh hành quân sang Lào giúp bạn nên kế hoạch đó tạm hoãn lại. Bên nước bạn Lào tình hình rất khó khăn, bất ổn ngày càng lan rộng. Nhiệm vụ tiêu phỉ hiện nay rất quyết liệt. Sư đoàn biết đồng chí có kinh nghiệm đánh biệt kích, thám báo trong nhiều năm chiến tranh. Nhiệm vụ chiến đấu tiếu phỉ bên nước bạn có nhiều điểm tương đồng với trận chiến chống thám báo biệt kích. Cho nên thường vụ đảng ủy sư đoàn quyết định giao cho đồng chí làm phó chỉ huy đoàn hành quân đi trước cùng trung đoàn một sang Lào giúp bạn. Đồng chí có ý kiến gì không? Thưa chính ủy, tôi chấp hành quyết định của thường vụ đảng ủy, không trần trừ. Tôi trả lời rất nhanh. Vậy tốt rồi. Ta nhất trí với nhau thế nhé, chính ủy kết luận. Sau khi nhận nhiệm vụ, tôi về chuẩn bị gấp để ba ngày nước kịp lên đường sang nước bạn Lào làm nhiệm vụ. Tôi được giao phụ trách các đơn vị trực thuộc và bộ phận cơ quan sư đoàn đi cùng đội hình trung đoàn 1. Đồng thời tôi cũng được giao làm phó chỉ huy đoàn hành quân giúp đồng chí trung đoàn trưởng Trương Văn Núp. Ngày 30 tháng 11 tôi vội viết thư báo tin cho vợ, em và con. Chỉ vài ba ngày nữa anh sẽ lên đường. Lần thứ hai trong đời anh lao vào nơi gian khổ, ác liệt. Ra đi, tất cả mọi người cùng hoàn cảnh như anh đều ngậm ngùi, buồn, thương và nhớ thế là ý định của anh về thăm con và em ít ngày trước khi lên đường không thực hiện được nữa rồi lệnh ra đi đột ngột quá ra đi anh cũng chưa biết được thời gian nào sẽ về công tác trên mảnh đất thân yêu của tổ quốc nhưng có lẽ một hoặc hai năm gì đó anh sẽ được về thăm em và con một lần có lẽ trong khoảng thời gian xa cách việc trao đổi thư từ cũng gặp nhiều khó khăn khi lâu ngày không thấy thư anh em đừng buồn và đừng lo tất nhiên ra đi lần này anh cũng phải lao vào gian khổ ác liệt nhưng so với ngày còn chiến tranh thì chẳng thấm vào đâu. Ra đi anh chỉ mong em và con khỏe, vui. Em cố gắng động viên thầy mẹ hai bên, cố gắng chăm sóc hải chung thay anh. Thế em nhé. Em cho anh thăm sức khỏe của thầy mẹ bên nhà, anh Kháng, các em Cường, Chính, Quang, Trinh. Em cho anh thăm các bạn của em. Anh, Lê Huy Mai. Ngày mùng 3 tháng 12 năm 1977, tôi cùng đơn vị lên đường hành quân bằng xe cơ giới theo đường 7 sang nước bạn Lào. Trong quá trình hành quân, tôi trực tiếp chỉ huy lực lượng đi đầu gồm, trinh sát, công binh, 12,7 ly sẵn sàng đánh địch trên đường để bảo đảm an toàn cho đội hình hành quân. Sau 5 ngày, đoàn quân chúng tôi đã đi qua hơn 700 km trên đất bạn Lào mà không đụng độ với lực lượng phỉ. Có lẽ do ta hành quân cơ giới quá nhanh, bất ngờ nên bọn phỉ chưa kịp ra tay quý phá. Cũng có thể chúng còn rẻ chừng chưa vội lộ liễu đối đầu với ta. Đến giữa tháng 12 năm 1977, đội hình chiến đấu sư đoàn 324 đã triển khai xong theo kế hoạch. Sở chỉ huy sư đoàn và các cơ quan bố trí ở Vong Viên, trung đoàn một đóng quân ở Phôn Hồng. Trung đoàn 33 năm sang trước đang tiếp tục làm nhiệm vụ truy quét phỉ ở Mường Trà, Phu Bia. Trung đoàn pháo binh đã triển khai trận địa ở khu vực Phôn Hồng 3 cây số. Mấy ngày sau, trung đoàn 3 cũng đã triển khai xong lực lượng ở khu vực Mường Ca Sì. Nhân dân các bộ tộc Lào mừng vui thấy sự hiện diện của bộ đội Việt Nam bảo vệ cuộc sống bình yên cho họ. Thời gian ấy, các đơn vị vừa ổn định nơi đóng quân vừa nắm địch xây dựng phương án chiến đấu. Nhiệm vụ của sư đoàn 324 là vừa đánh địch ở khu vực Phu Bia, Mường Ca Sỉ vừa giúp bạn thực hiện các phương án bảo vệ chính quyền cách mạng ở thủ đô Viên Trăn. Lúc bấy giờ, do thiếu cán bộ, tôi là chủ nhiệm trinh sát lại được giao kiêm trưởng ban tác chiến sư đoàn nên rất bận. Mãi đến đầu tháng 2 năm 1978, đồng chí Phạm Huy trưởng, trung đoàn phó trung đoàn 3 về giữ chức trưởng ban tác chiến sư đoàn, tôi không phải kiêm nhiệm nữa. Dịp ấy tôi tranh thủ viết thư về cho vợ. Vong viên ngày 8 tháng 1 năm 1978. Em và con của anh. Trước khi xa đất nước và ngay sau khi đến vị trí chú quân tại mảnh đất triệu voi này anh đã tranh thủ ghi thư cho em và con. Không biết những lá thư ấy đã đến tay em chưa? Hôm nay có anh hạ cùng ở với anh về nước. Anh lại ghi tiếp lá thư này. Chắc rằng lá thư này sẽ đến tay em trong dịp em và con cùng gia đình đang chuẩn bị đón xuân. Trước hết anh mong em cùng con mạnh khỏe, vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Tết này anh không về được, em truyền lời chúc sức khỏe nhân dịp xuân mới tới thầy mẹ hai bên, tới các bác, các chú, các thím, các anh các chị cùng bà con tròn xóm và các bạn của em. Chắc rằng năm nay gia đình ta ăn Tết vui lắm. Anh Diêm chị Yên, em Tị, Thìn, anh Kháng, chị Tuyết, các em Cường, Chính, Hoàn, Hiền, Hệ, Phồn đều được về thì phải ra mà anh cũng được về trong dịp tết này thì hay quá bao nhiêu năm xa nhà anh cố mong được ăn một cái tết thật vui với gia đình anh tưởng cái điều mong muốn ấy sẽ đến với anh trong dịp tết này thế rồi anh lại đi xa không biết đến khi nào mới có điều kiện thực hiện được cái điều mong muốn còn con ấy em nhớ kể chuyện tết quê nhà cho anh nghe nhé và rồi anh sẽ kể chuyện đón xuân của các anh ở đất nước triệu voi cho em và con nghe chắc rằng tết ở đây cũng vui không kém ở nhà đâu các anh đã bắt đầu chuẩn bị tết từ bây giờ các anh định tổ chức một cái tết thật to việt nam mùa xuân có hoa đào có bông mai vàng còn ở đất nước triệu voi này có hoa trăm pa hương thơm ngào ngạt trắng như tuyết ở nước ta có những tối liên hoan văn nghệ còn ở đây có những đêm quây quần bên đống lửa nhảy múa lăm vông rộn ràng anh không được về ăn tết chắc rằng em con và thầy mẹ buồn anh biết vậy nhưng chẳng làm sao được em nhớ đồng viên thầy mẹ nhé anh nhớ con quá nhớ ra giết và anh lại mong ngày về. Nhiều lúc anh mong có một tấm ảnh đứa con trai đầu lòng của mình. Mong em và con khỏe vui. Anh, Huy Mai. Vào cuối tháng 2 năm 1978, bọn phản động ở Lào có sự hỗ trợ từ nước ngoài, đã bí mật chuẩn bị thực hiện âm mưu tấn công thủ đô Viên Trăn để gây khó khăn cho chính quyền cách mạng Lào. Tôi được lệnh bàn giao cơ quan trinh sát sư đoàn cho đồng chí Phan Đình Hạ phụ trách. Sau đó, tôi nhận nhiệm vụ cùng một phân đội trinh sát đặc nhiệm, gồm 30 chiến sĩ do đồng chí Nguyễn Xuân Lộc, Đại đội trưởng chỉ huy về bố trí ở cây số 6, khu vực trường Đại học Viên Trăn ngày nay, để sẵn sàng giúp bạn khi có tình huống bất chắc xảy ra. Vị trí này nằm sát với nơi làm việc của các cơ quan nhà nước Lào. Chúng tôi có nhiệm vụ nắm địch, đánh địch và cùng lực lượng bạn bảo vệ an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước Lào. Sư đoàn tổ chức hai bãi đỗ trực thăng ở phía tây cách cây số 6 khoảng 3 km. Máy bay trực thăng của ta sẵn sàng hạ cánh xuống đó để giúp bạn khi có tình huống bất lợi xảy ra. Cuối tháng 3 năm ấy, hoạt động của phân đội trinh sát đặc nhiệm đã đi vào nền nếp. Tôi được lệnh về sư đoàn nhận nhiệm vụ gấp. Tôi giao công việc cho đồng chí Nguyễn Xuân Lộc, chỉ huy phân đội trinh sát rồi về vong viên ngay buổi tối hôm đó. Về đến sở chỉ huy sư đoàn tôi được biết, trung đoàn 3 đang gặp khó khăn trong nhiệm vụ đánh bọn phỉ cóng sư ở khu vực Mường Ca Sỉ. Sau hơn 2 tháng hoạt động liên tục, bộ đội ta thương vong tới gần 60 đồng chí mà vẫn chưa có trận đánh phỉ nào thành công. Vì vậy tôi được giao nhiệm vụ cùng Thượng tá Lê Văn Giánh, Phó Chính ủy Sư đoàn cùng một số cán bộ cơ quan và một phân đội trinh sát xuống giúp Trung đoàn 3 tìm cách tháo gỡ khó khăn. Anh Lê Văn Giánh là một cán bộ chính trị sông sáo, vững vàng trong mọi tình huống, tính tình thẳng thắn, nóng nảy nhưng hết lòng vì cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Những năm sau này anh Lê Văn dánh làm sư đoàn trưởng sư đoàn 324, rồi được phong hàm thiếu tướng giữ chức tư lệnh phó chính trị quân khu 4. Anh mất năm 1992 do căn bệnh hiểm nghèo. Hôm ấy, trên đường đi đến trung đoàn 3, bọn phỉ ở trên dãy núi đá hiểm trở ba lần bắn tỉa vào đội hình hành quân của đoàn cán bộ và trinh sát ta. Tuy chưa có thương vong nhưng rất nguy hiểm, nên tôi đã chủ động bàn với phó chính ủy sư đoàn Lê Văn Dánh, cho tất cả cán bộ cất bao súng ngắn vào ba lô, và không ai được chống gậy. Bọn phỉ có sử rất danh mánh, các họng súng bắn tỉa của chúng trước hết nhằm vào các cán bộ chỉ huy của ta. Phát hiện người đeo súng ngắn, chống gậy ra dáng cán bộ là chúng nhằm vào đó. Đến sở chỉ huy trung đoàn 3, trung đoàn trưởng Đinh Xuân Bài, chính ủy trung đoàn Phan Đân cho biết tình hình phỉ cóng sự ở vùng Mường Ca Sĩ rất phức tạp. Chúng trà trộn trong dân và thường lén lút tổ chức phục kích, gài rất nhiều mìn trên đường. Có đơn vị đã bị chúng gài mìn ở sát các chốt và nơi đóng quân của ta. Bộ đội thương vong nhiều, khiến một bộ phận quân ta hoang mang không dám rời vị trí chốt và nơi đóng quân để truy đuổi địch. Sau khi nghe báo cáo, phó chính ủy sư đoàn đã xác định rõ hướng lãnh đạo đơn vị. Ông chỉ thị: "Trước tình hình như vậy, việc đầu tiên chúng ta phải làm là tìm mọi cách động viên, củng cố quyết tâm cho bộ đội dám đánh phỉ, quyết đánh phỉ và đánh thắng phỉ." Tiếp theo lời phó chính ủy, tôi mạnh dạn đề xuất: "Theo tôi, trung đoàn 3 cần nhanh chóng thay đổi cách đánh cho phù hợp. Muốn đánh được phỉ ta phải tổ chức thật nhiều bộ phận nhỏ để truy tìm đẩy đuổi địch quanh chốt và nơi trú quân của ta rồi bám địch đẩy chúng ra xa dần đến tận xào huyệt của bọn chúng trước mắt ta tương kế tựu kế có thể phục kích ngay sát vị trí quanh chốt của đơn vị để diệt địch gây khí thế cho bộ đội làm như vậy nhất định ta sẽ đẩy được phỉ ra xa tạo điều kiện cho bộ đội truy qis tiêu diệt chúng sau đó đoàn cán bộ trinh sát sư đoàn cùng với lãnh đạo trung đoàn 3 đã xây dựng phương án chiến đấu và hướng dẫn cách đánh phỉ cụ thể cho các đơn vị mấy ngày hôm sau trung đoàn ba đồng loạt mở các đợt phục kích truy lùng tập kích đánh phỉ rất hiệu quả các đơn vị đều đánh nhỏ đánh lẻ nhưng đánh chắc đánh thắng chỉ sau gần một tháng hoạt động theo phương án đánh địch mới ta đã diệt hàng trăm tên phỉ bắt sống nhiều tù binh và đã làm cho kẻ địch lúng túng bị động thiệt hại nặng nề buộc bọn phỉ phải co lại để đối phó thừa thắng trung đoàn ba tổ chức lực lượng tấn công vào tận xào huyệt của bọn phỉ quán sử trước sức mạnh của ta, bọn phỉ quáng sự tan rã từng mảng lớn. Chúng bị bóc tách ra khỏi địa bàn, trở thành tàn quân trốn lùi trong rừng, không dám hoạt động hung hăng như trước nữa. Sau gần một tháng tham gia đánh địch ở khu vực Mường Ca Sì, tôi rời trung đoàn 3 trở về Viên Chăn cùng với trinh sát ta và lực lượng của bạn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cán bộ lãnh đạo trung ương của bạn. Suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ ở Viên Chăn, lực lượng trinh sát đặc nhiệm của ta đã nắm chắc địch cùng các đơn vị của bạn ngăn chặn không để bọn phỉ và các tổ chức phản động thực hiện các cuộc tập kích, gài mìn ở nội đô và xung quanh thủ đô Viên Trăng. Đồng thời ta cùng với bạn ngăn chặn kịp thời những âm mưu hoạt động phá hoại của các tổ chức phản động Lào. Đại hội Đảng Bộ Sư đoàn giữa năm 1978 đã tổng kết và đề ra được những chủ trương lãnh đạo phù hợp và định hướng cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Lào trong những năm tới đó là Sư đoàn 324 đóng quân trên đất bạn có nhiệm vụ giúp bạn chấn áp bọn phản động, bảo đảm an ninh chính trị, đồng thời xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh. Để xây dựng chính quyền cơ sở của bạn, lúc đầu sư đoàn tổ chức một đội công tác vận động quần chúng làm thí điểm. Đội này gồm có 13 cán bộ do đồng chí Cao Ngọc Oánh chỉ huy, hoạt động tại khu vực thị trấn Vong Viêm. Vượt qua khó khăn do ngôn ngữ bất đồng, mọi người trong tổ công tác chăm chỉ học tiếng Lào, bám sát dân bản, phân tích làm cho nhân dân hiểu rõ mối quan hệ Việt-Lào, không nghe lời bọn phỉ vàng pào đồng thời giúp chính quyền các thôn bản tổ chức các đoàn thể và cùng nhau xây dựng cuộc sống mới. Sau một thời gian ngắn, phòng chính trị chủ trì rút kinh nghiệm, khẳng định rõ hiệu quả của đội công tác xây dựng cơ sở, nên đã chỉ đạo các trung đoàn tổ chức thêm 19 đội công tác xây dựng cơ sở ở các bản làng của bạn. Tình hình an ninh chính trị nước bạn Lào, đặc biệt là ở thủ đô Viên Chăn dần dần ổn định. Tháng 7 năm 1978, phân đội trinh sát đặc nhiệm do tôi chỉ huy được lệnh thu quân về đơn vị ngày 28 tháng 7 năm 1978. Theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký sắc lệnh số 63 LTC về việc thành lập binh đoàn 678 trực thuộc Bộ Quốc phòng. Binh đoàn 678 thành phần gồm Mặt trận 379, Sư đoàn 968, Sư đoàn 324, Lữ đoàn 176 và một số đơn vị trực thuộc do Trung tướng Trần Văn Quang làm tư lệnh, Thiếu tướng Lê Tiến Phục làm chính ủy. Đây là lần đầu tiên trên chiến trường Lào có một tổ chức quân tình nguyện Việt Nam lớn mạnh như vậy. Những năm sau này, các đội công tác của các đơn vị trong sư đoàn đã hoạt động thành nền nếp, hiệu quả và được lãnh đạo của bạn và nhân dân ca ngợi. Trong địa bàn đóng quân của sư đoàn, nhiều bản đã có chính quyền đoàn thể. Đồng bào các bộ tộc Lào vẫn khởi tin tưởng yêu mến bộ đội quân tình nguyện Việt Nam. Nhiều người đã chủ động giúp đỡ bộ đôi Việt Nam. Do đó lực lượng ta làm nhiệm vụ trên đất bạn Lào thuận lợi hơn trước rất nhiều giữa tháng 8 năm 1978, trong niềm vui chiến thắng từ các mặt trận trên đất bạn Lào, tôi nhận được quyết định về nước học tập để nâng cao trình độ để đủ điều kiện phục vụ quân đội lâu dài theo quy hoạch của Bộ Quốc phòng. Lúc bấy giờ, Sư đoàn 324 cùng lực lượng của bạn đã thống nhất trong mùa khô phải cùng nhau phối hợp hành động giải phóng phu bia. Trinh sát chúng tôi đã chủ động đi trước một bước cho nên phương án giải phóng phu bia của sư đoàn đã được xây dựng rất chi tiết, cẩn trọng tính khả thi cao và đã được Bộ Tư lệnh Binh đoàn 678 thông qua. Thế là tôi sắp phải xa sư đoàn 324 thân yêu của tôi sau hơn 13 năm gắn bó, sống chết cùng đồng đội trên các nẻo đường chiến dịch đầy máu lửa. Xúc động chào dân, những kỷ niệm trong 13 năm lại lần lượt ùa về. Với tôi, đó là những năm tháng gian khổ, hiểm nguy đầy hy sinh nhưng đó là những năm tháng hào hùng, oanh liệt của một thời trai trẻ, đã rèn rũa tôi trưởng thành tôi có một tuần lễ để chia tay đồng đội trên đất bạn Lào. Những ngày chia tay ấy, đầy tình cảm, xúc động, biện dịn và lưu luyến. Các đơn vị, phòng tham mưu và các thủ trưởng sư đoàn đều tổ chức những bữa cơm liên hoan thân mật và rất vui để chia tay tôi trước khi về nước học tập. Trước ngày lên đường, Đại tá Nguyễn Trọng Dần, chính ủy sư đoàn còn mời tôi cùng ăn với ông bữa cơm tối ấm áp tình anh em, tình đồng chí. Trong bữa cơm, Đại tá chính ủy còn động viên tôi về học viện, nhà trường quân đội học tập thật tốt. Mong sao sau này lại được trở về sư đoàn với trách nhiệm cao hơn, làm việc tốt hơn. Tôi rất cảm kích tấm lòng của chính ủy. Tôi đã hứa sẽ thực hiện trọn vẹn những điều thủ trưởng căn dặn. Lúc tôi lên xe ô tô đi viên chăn để về nước, các thủ trưởng sư đoàn cùng các đồng chí trong cơ quan, đơn vị đến tiến chân tôi rất đông. Ai cũng chúc tôi thành công và may mắn trong những năm tháng học tập, cũng như công tác sau này. Đích thân chính ủy sư đoàn đã chỉ thị sư đoàn cho phép lái xe ở lại đưa anh Mai đi thăm thú viên trăn đến tận khi lên máy bay mới quay về đơn vị. Cảm ơn thủ trưởng, tôi đáp lời, nhìn sâu vào đôi mắt ông. Tôi thấy được ở trong đó còn chứa đựng bao nhiêu điều chưa nói ra và bao nhiêu những tình cảm tin yêu chan chứa trong con người chính ủy. Chính ủy Nguyễn Trọng Dần, quê ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông về sư đoàn 324 từ năm 1973. Người tầm thước, mộc mạc, quyết đoán nóng tính nhưng rất tình cảm. Những năm sau hòa bình, ông làm phó tư lệnh quân khu 4 rồi nghỉ hưu tại thành phố Huế. Những khi có điều kiện qua Huế tôi vẫn đến thăm gia đình ông. Ông Nguyễn Trọng Dần mất tại Huế vào giữa những năm 2000. Hơn 13 năm xa quê đi chiến đấu ở miền Nam, giúp bạn Lào và ở khu 4. Đó là một khoảng thời gian dài. Xa để mà nhớ, xa để mà trưởng thành, xa để mà trở về sum họp trong niềm vui của bạn bè gia đình, dòng họ Đúng là được trở về nước học tập tôi rất vui, nhưng vẫn có cái gì đó níu kéo tôi. Nhìn lại những bước đường đã qua. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, tôi đã có gần 10 năm sống, chiến đấu, trưởng thành ở tỉnh Quảng Trị và vùng sông Hương xứ Huế oai hùng. Tôi biết ơn những người dân trên miền đất mộng mơ nhưng đầy máu lửa ấy đã nuôi tôi, cưu mang tôi, bảo vệ và dành cho tôi những tình cảm thắm thiết nhất trong suốt những năm tháng cam go, ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước chắc rằng trong suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên được vùng đất thân thương ấy. Và tôi cũng có gần một năm trong đội ngũ bộ đội tình nguyện Việt Nam trên đất nước triệu voi, gian nan, nguy hiểm nhưng cũng rất vẻ vang. Sau ngần ấy năm xa quê, tôi được trở về với miền quê thân yêu, vùng châu thổ sông Hồng. Buổi sáng hôm ấy, chiếc máy bay quân sự chở tôi ổn định độ cao. Từ trên không trung tôi nhìn xuống núi non trùng điệp của nước bạn, rồi giải trường sơn hùng vĩ của đất nước thân yêu, bao nhiêu cảm xúc lại ùa tới tôi nghĩ đến thời gian gắn bó trên đất nước triệu voi đầy gian nan nguy hiểm nhớ tới công lao của những người đồng đội những người đồng chí của mình đã ngã xuống nơi này chính họ đã không tiếc xương máu của mình để xây nên mối quan hệ quốc tế đặc biệt thủy chung son sắt việt lào như hôm nay rồi tôi lại nghĩ về cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước đầy gian khó hy sinh mất mát của quân và dân ta và nhớ lại ngày vui khi miền nam được giải phóng đất nước cho niềm vui rồi tôi được về thăm nhà rồi sẽ được đi học Tôi được biết từ chiến trường nước bạn Lào, nhiều cán bộ đã từng chiến đấu công tác tại sư đoàn 324 trong đó có tôi đã được lãnh đạo sư đoàn 324, quân khu 4 và binh đoàn 678 gửi đi học tại các trường quân sự với ý định đào tạo cán bộ phục vụ quân đội lâu dài. Sau này về công tác tại các sư đoàn, quân đoàn, bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố và các cơ quan chiến lược. Do đó, tôi tự thấy trách nhiệm của mình trong thời gian tới phải cố gắng rất nhiều để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao thời gian nhanh chóng trôi qua chiếc máy bay thông báo hạ thấp độ cao rồi hạ cánh xuống sân bay gia lâm hà nội đây rồi sông hồng của tôi đây rồi một số anh em phi công quen biết ở trung đoàn không quân vận tải quân sự ra tận cầu thang máy bay đón tôi và đã đưa tôi ra ga hàng cỏ để lên tàu về nam định chiều hôm ấy tôi đã về đến nhà giữa niềm vui của mọi người từ chiến trường nước bạn lào trở về tôi có được ít ngày tranh thủ thăm quê nhà yêu dấu vợ tôi bố mẹ hai bên nội ngoại của tôi và mọi người ai cũng vui mừng sau gần một năm xa nhà, xa quê, xa tổ quốc. Cậu con trai đầu lòng bé bỏng của tôi đã 16 tháng tuổi. Cu cậu đã đi lại vững vàng và chạy khắp nhà, khắp sân. Miệng trẻ thật dễ yêu bi bô nói suốt cả ngày. Thấy bố, con trai của tôi tròn xoe mắt vì chưa biết là ai nên lắp bắp gọi bác. Bác rất ngộ nghĩnh. Mấy ngày sau mẹ dạy mãi, con mới biết bập bẹ gọi bố nhưng lại hay quên. Lần đầu tiên trong đời nghe thấy tiếng con trai mình gọi lên tiếng bố, bố. Tôi rất vui, một niềm hạnh phúc lâng lâng khó tả. Khoảng giữa tháng 9 năm 1978, hết thời gian nghỉ phép, tôi chia tay vợ con và gia đình lên trạm 66, nhà khách của Bộ Quốc phòng 51 Phan Đình Phùng thành phố Hà Nội nhận quyết định đi học. Đến trạm 66, tôi tới ngay phòng trực ban, cục cán bộ đã bố trí người đón tiếp Chu Đáo. Đồng chí là sĩ quan cấp thiếu tá mới 33 tuổi rất trẻ nên bộ quyết định đồng chí về trường văn hóa quân đội giải quyết xong chương trình cấp 3. Sau đó đồng chí sẽ về học tiếp tại học viện quân sự cấp cao. Trợ lý cục cán bộ thông báo. Bao giờ tôi có mặt ở trường văn hóa quân đội thư đồng chí? Tôi tươi cười hỏi. Ngay ngày mai. Hôm nay đồng chí làm công tác chuẩn bị, đồng chí trợ lý cục cán bộ trả lời. Vậy là sau bao năm từ ngày nhập ngũ, đến nay tôi mới lại bước tiếp vào chặng đường đèn sách, học hành. Đất nước đã thống nhất, niềm vui đã đến với mọi nhà tôi rất vui khi được thực hiện ước mơ của mình tôi sẽ cố gắng học thật tốt chương trình giáo dục phổ thông để có cơ sở tiếp thu kiến thức ở trường đại học các học viện sau này đó là cơ sở vững chắc để tôi rèn luyện phấn đấu trưởng thành ở những miền đất mới hôm sau xe ô tô của cục cán bộ chở tôi lên lạng sơn và nhập học tại trường văn hóa quân đội lúc đó tình hình biên giới việt trung đã hé lộ những dấu hiệu của sự dạn nứt bất ổn các thế lực phía bên kia biên giới đã chuyển hóa từ hữu hảo sang cháo trở đối địch. Tuyến biên giới từ Móng Cái, Quảng Ninh đến Phong Thổ, Lai Châu nóng lên từng ngày. Bộ quyết định chuyển gấp trường văn hóa quân đội từ Lạng Sơn về xã Vân Nội, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Sơn Bình. Thời gian ấy, chúng tôi ăn nghỉ, học tập đều nhờ nhà dân. Sau một thời gian tìm địa điểm mới, trường văn hóa quân đội được chuyển về phố gạch huyện Phúc Thọ tháng 2 năm 1979 cuộc chiến tranh trên toàn tuyến biên giới phía Bắc nổ ra đấm máu, khốc liệt chưa từng có ở vùng biên cương này. Toàn thể học viên, cán bộ trưởng văn hóa quân đội đều sẵn sàng tình nguyện lên đường bảo vệ tổ quốc. Bộ Quốc phòng chưa có lệnh đồng viên cho nên chúng tôi vẫn tiếp tục ở lại trường chuyên tâm nhiệm vụ học tập. Tại trường văn hóa quân đội, tôi rất vui khi nhận được tin ngày 28 tháng 10 năm 1978 Liên quân Việt, Lào gồm trung đoàn 335 thuộc sư đoàn 324 cùng lực lượng mặt trận 11A do đồng chí tư lệnh sư đoàn Lê Sơn và đồng chí Bun Chăn Đồng chỉ huy mở chiến dịch giải phóng Phu Bia, sau huyệt cuối cùng của lực lượng phỉ vàng Pao. Chiến dịch quan trọng này đã thắng lợi. Tôi càng vui hơn khi biết bộ tư lệnh sư đoàn còn chỉ đạo các đơn vị thi đua tăng gia sản xuất, tự cung tự cấp tại chỗ, cải thiện bữa ăn cho chiến sĩ. Do đó đã giảm được rất nhiều chuyến xe vận chuyển từ nước ta sang tiếp tế cho sư đoàn nơi ở của bộ đội ngày càng khang trang đẹp đẽ. Sức chiến đấu của các đơn vị ngày càng được nâng lên và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao. Học văn hóa cấp 3 rồi để vào đại học là ước mơ của tôi trước ngày nhập ngũ. Khi ấy tôi chưa tròn 18 tuổi. Bây giờ, sau 15 năm lăn lộn từ chiến trường gần đến chiến trường xa, từ chiến trường đất nước ta sang chiến trường đất nước bạn, quân đội đã cho tôi thực hiện niềm ước mong ấy. Việc được tiếp tục học văn hóa đối với tôi là một cơ hội quý giá của đời người về trường văn hóa tôi học đều học tốt ở tất cả các môn riêng môn học tiếng nga và môn văn tôi phải cố gắng học để đạt được điểm khá tôi có năng khiếu hơn ở các môn khoa học tự nhiên nhất là toán học và vật lý thầy hân giáo viên môn toán tận tâm với tôi nhiều hơn cuối tuần thầy thường cho tôi thêm một số đề toán để luyện thêm mừng vì kết quả học tập không phụ công thầy công mình lại vui hơn khi nhận tin từ những lá thư nhà Vợ tôi đã sinh cho tôi cậu con trai thứ hai đẹp trai và bụ bấm vào ngày 13 tháng 4 năm 1979. Thật là hạnh phúc. Có đôi chút tâm tư sao vợ không sinh con gái nhỉ. Nhưng rồi tôi lại gạt ngay cái ý nghĩ chợt đến. Chợt đi ấy. Con của lính mà, phải là con trai chứ. Vợ chồng tôi và gia đình đặt tên cậu con trai thứ hai là Lê Duy Trọng. Học xong chương trình cấp 3, ước mơ trở thành sinh viên đại học lại trỗi dậy trong tôi. Một người lính ở tuổi 35 sau chiến tranh, khao khát ấy thật cháy bỏng và hợp lý với thời buổi đất nước trở lại hòa bình nguyện vọng ấy rất tiếc phải gác lại bởi nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc cấp trên đã quy hoạch tôi trong diện phục vụ quân đội lâu dài sau khi tốt nghiệp trường văn hóa quân đội tưởng rằng tôi được về học tập ở học viện quân sự cấp cao nhưng lại phải tuân theo một tiêu chuẩn quy định mới của bộ quốc phòng cho nên tôi nhận quyết định đi học lớp đào tạo cán bộ chỉ huy cấp trung đoàn sư đoàn tại học viện đà lạt thời gian đầu tôi phải nỗ lực rất nhiều để theo kịp sức bật của nhiều sĩ quan trẻ tuổi. Và sau một năm vất vả, với sự cố gắng không ngừng của mình, kết quả học tập của tôi từng bước tốt dần lên, hầu hết các môn đều đạt loại khá. Tôi đi học ở quá xa nên không có điều kiện giúp gia đình. Nhưng rất mừng là tôi có người vợ chịu thương, chịu khó, luôn tìm mọi cách khắc phục khó khăn để lo cho gia đình và luôn động viên chồng yên tâm học tập. Lá thư viết ngày 26 tháng 3 năm 1981 có đoạn vợ tôi viết em đã nhận được thư anh viết ngày 28. 2. Qua thư em thấy anh lo nhiều cho mẹ con em và anh động viên em nhiều. Anh ạ, à, anh đừng quá lo cho mẹ con em. Cuộc sống non trẻ của mẹ con em gặp nhiều khó khăn thật nhưng không đến mức như anh tưởng tượng đâu. Anh đừng lo, em và con đã được rèn luyện nhiều nên khi sống như thế này mẹ con em cũng không lấy làm bỡ ngỡ anh ạ. À. Chắc chắn gia đình ta còn gặp khó khăn nhiều hơn nữa trong những năm tới. Mẹ con em tập dượt dần càng cứng cỏi dạn dày phải không anh? Mẹ con em chúc anh ngủ ngon và học tập tốt. Các con đã ngủ say và em cũng đi ngủ anh nhé. Cuối năm 1981, tôi được phong quân hàm trung tá. Đó là một vinh dự, một niềm vui đến với tôi. Giữa năm 1982, tôi lại đón nhận một tin vui mới. Vợ tôi sinh con trai thứ ba, mẹ tròn con vuông. Trong thư vợ tôi viết ngày 20 tháng 5 năm 1982 có đoạn, em báo tin để anh mừng, chúng ta đã có cậu con trai thứ ba, Lê Thanh Tùng lúc 0 giờ 30 phút ngày 11 tháng 5 năm 1982, cân nặng 3,7 kg, con khỏe và ngoan. Sau khi sinh con sức khỏe của em bình thường và đến nay em đã tự giặt rũ và cơm nước cho các con được. Anh ạ, à, thế còn việc làm nhà của ta trong thời gian tới là hết sức khó khăn thế nhưng ta vẫn phải chuẩn bị để làm có phải không anh? Em viết thư này trong lúc em chưa thật khỏe mạnh. Mong anh khỏe đó là điều em mong nhiều nhất. Đọc thư, tôi rất mừng nhưng nghĩ mà thương vợ. Do tôi đi học xa cho nên khi vợ sinh con, tôi đã không có điều kiện ở bên cạnh chăm sóc, chia sẻ, động viên. Vì vậy vợ tôi sau khi sinh chưa đầy 10 ngày đã phải tự giặt rũ, lo cơm nước cho các con. Lại còn phải lo chuẩn bị làm nhà nữa. Vợ, con bộ đội thời ấy thật là vất vả. Tôi còn rất lo, rồi đây, một mình vợ tôi phải nuôi ba con nhỏ. Cuộc sống sẽ rất chật vật, thiếu thốn. Không rõ vợ tôi sẽ xoay sở ra sao nữa. Mùa hè năm 1982 tôi về nghỉ phép, vợ chồng tôi được sự giúp đỡ của bố mẹ hai bên nội ngoại, anh em. Bạn bè đã dựng được một căn nhà bốn gian lợp ngói. Sau đó, chúng tôi xin bố mẹ cho phép được đưa các con ra ở riêng. Tôi rất trân trọng và biết ơn công lao to lớn của bố mẹ hai bên và hai bác bào. Chú thím dựng đã kêu mang, đùm bọc gia đình. Vợ con tôi lúc khó khăn. Đặc biệt khi vợ chồng tôi làm nhà, cả đại gia đình, mọi người đã không tiếc công tiếc sức giúp đỡ. bóc bao trai còn dành cả tháng trời ra nhà tôi. Trông coi để vợ con tôi yên tâm trong thời gian đầu ra ở nhà mới. Sau dịp về nghỉ phép thăm gia đình, cuối mùa hè năm 1982 tôi đi thực tập tại sư đoàn 347 quân khu 1 ở vùng Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn với cương vị phó tham mưu trưởng sư đoàn. Tuy là sĩ quan thực tập nhưng tôi được sư đoàn trưởng Nguyễn Khóc Viện giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tôi đã cùng phòng tham mưu trực tiếp xây dựng, điều chỉnh kế hoạch tác chiến phòng ngự của sư đoàn trên địa bàn huyện Thất Khê tỉnh Lạng Sơn, xây dựng kế hoạch diễn tập sư đoàn phản công có pháo binh, xe tăng chi viện. Tôi còn được phân công trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo trung đoàn 7 năm một đánh chiếm lại điểm cao 636 sát gần điểm cao 820 trên địa bàn biên giới thuộc khu vực Tò Trà, huyện Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn. Sư đoàn trưởng Nguyễn Khắc Viện và đoàn cố vấn quân sự Nga đánh giá cao công tác tham mưu tác chiến và chỉ huy huấn luyện của tôi. Lần thực tập ấy, tôi học hỏi được rất nhiều về công tác quản lý bộ đội, công tác tham mưu xây dựng kế hoạch tác chiến, huấn luyện và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tập ở Sư đoàn 347, quân khu 1. Tôi trở về Học viện Đà Lạt tập trung ôn thi và đã tốt nghiệp khóa đào tạo cán bộ chỉ huy cấp trung đoàn, Sư đoàn vào tháng 6 năm 1983. Do kết quả học tập khá tốt, tôi được lãnh đạo Học viện chọn, giữ lại học đào tạo lớp giáo viên chiến dịch, chiến thuật thời hạn một năm. Dịp tôi nghỉ phép hè năm 1983, vợ chồng tôi mừng vui bên ba đứa con thơ quấn quy y tê trong căn nhà của mình. Từ khi gia đình tôi được bố mẹ cho ra ở riêng, nơi ăn ở rộng rãi, thoáng mát hơn nhưng vợ tôi rất vất vả. Nghĩ tới công việc của gia đình quá nhiều và những khó khăn do điều kiện thu nhập quá hạn hẹp, tôi lo lắng mình sẽ phải động viên chia sẻ với vợ con ra sau đây. Nhưng chính vợ tôi lại động viên khích lệ tôi cố gắng yên tâm học tập việc nhà cửa, con cái đã có các cụ hai bên nội, ngoại giúp đỡ. Em sẽ cố gắng lo liệu, anh không phải suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe đến kết quả học tập tôi thầm cảm phục và biết ơn người vợ đảm đang mẫu mực trong cuộc sống gia đình làm dâu làm vợ làm mẹ tôi cũng không bao giờ quên được tình cảm của gia đình chị hường gia đình em hệ thanh đã dành cho vợ con tôi trong nhiều lần vợ tôi bổng con lê thanh tùng lên thành phố nam định học tập để nâng cao trình độ chuyên môn rất may những năm tháng tôi đi công tác xa khu liên gia đặc biệt bốn nhà của đại gia đình chúng tôi có chị Hạc và các em áp út và út, Lương, Mị, Quang, Trinh, Doanh, Thanh còn đang học phổ thông ở quê cũng tận tình giúp đỡ, chăm sóc các con tôi. Chính những công sức, tình cảm đáng quý ấy, đã góp phần quan trọng giúp vợ chồng tôi vượt qua những lúc khó khăn nhất khi tôi đi công tác xa nhà. Do điều kiện bố đi công tác vắng nhà liên tục, nên các con tôi biết giúp mẹ rất sớm. Thư ngày 20 tháng 10 năm 1983 vợ tôi viết, anh thương yêu của em. Em mới viết thư thăm anh, nhưng vài tuần nay ở nhà không nhận được thư anh, em mong nhiều. Hôm nay kỷ niệm ngày tròn 10 năm chúng ta về với nhau, em dành ít phút viết thư thăm anh. Em mong tình cảm của chúng ta đẹp mãi như mùa thu ấy. Anh, chắc anh đã nhận được thư em báo tin cơn báo số 6. Đến nay tất cả mọi việc lại trở lại bình thường rồi anh à, mấy hôm nay nắng đẹp, lặng gió nên lúa quê ta hứa hẹn một vụ mùa bồi thu nên bà con phấn khởi. Còn nhà mình do việc vay vôi và mượn thợ khó khăn nên em quyết định để lại chưa sửa mà mới giàn tạm. Đến nay nhà mình không rột nữa, em chỉ lo gió to thôi. Vì vậy nên em tính đến hết tháng chạp âm lịch ta phải mua lấy một ít vôi để sửa và làm trần hiên anh ạ. À. Thế còn anh yên tâm về các con mình, con chung chịu khó và học giỏi. Nếp sinh hoạt của mẹ con trở lại như cũ và khẩn trương. 4 giờ 30 phút sáng cả bốn mẹ con đều dậy. Hai anh em trông em cho mẹ nấu cơm và thu dọn. 5 giờ 45 năm các con ăn cơm vào 7 giờ mẹ đi làm, con Tùng vào cô Mị, hai anh em rửa bát, quét nhà. Và anh Trung học bài, trưa mẹ về đón em, hai anh chơi với em để mẹ nấu ăn, giặt rũ, thu dọn. Sau đó ăn trưa, con Trung đi học. Tối đến con Trung học đều đặn từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút. Con Tùng đang tập nói, con biết nói được nhiều từ rồi, ai hỏi bố đi đâu con nói, bố, lạc, kẹo, ăn. Con nói từng từ con đã khỏe hơn một chút nên vui cười nhiều. Em đã khỏe lại bình thường, anh yên tâm. Năm nay nhà trường vẫn quyết định chỉ định em làm tổ trưởng tổ tự nhiên nên việc trường cũng tốn thêm ít thì giờ. Ở nhà lại thêm từ 20 đến 30 phút tối hướng dẫn con trung học nên mẹ con cũng bận. Thế nhưng, dịp này em định nguy lận vì sẽ thấy không làm thế không được, nhưng khó khăn nhất hiện nay là chuồng. Em định nhờ người đáp tạm ngay sau bếp, sát bếp và già ngói lên nuôi tạm. Thế anh nhé. Em mong anh khỏe. Anh cho em chúc sức khỏe các anh cùng đơn vị anh. Đọc thư tôi rất thương con, thương vợ, nhưng không biết làm thế nào được. Như mọi người đều biết, sau chiến thắng năm 1975 của nhân dân ta, chính quyền Mỹ và các nước phương Tây đã tiến hành một cuộc bao vây cấm vận Việt Nam với quy mô lớn. Các tổ chức phản động trong và ngoài nước chống phá ta quyết liệt. Và sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc, các nước xã hội chủ nghĩa và các nước bạn trên thế giới đã từng bước cắt giảm viện trợ đối với Việt Nam. Hai cuộc chiến tranh biên giới Việt Nam Campuchia và Việt Nam Trung Quốc diễn ra liên tiếp vào đầu năm 1979 và còn kéo dài nhiều năm sau đó đã làm cho đất nước và nhân dân ta gặp vô vàn khó khăn. Trong suốt thời gian 4 năm từ 1980 đến 1984, tôi học tại Học viện Đà Lạt, cũng là những năm tháng đầy gian nan vất vả của thầy và trò chúng tôi. Thời gian ấy, đồng tiền Việt Nam mất giá nghiêm trọng lương sĩ quan quân đội và công nhân viên chức quá thấp, tức lượng bữa ăn của bộ đội không đảm bảo, sức khỏe của học viên giảm nhiều. Khoản tiền lương cả năm dành dụng được của học viên quê ở miền Bắc cũng chỉ đủ chi tiêu tần tiện trong kỳ nghỉ phép dịp hè. Những sĩ quan đã cùng tôi học ở học viên Đà Lạt thời ấy, nghĩ lại chắc ai cũng thấy sợ. Chắc rằng đến hôm nay mọi người vẫn còn nhớ lại những toa tàu được học viên mua gạo ở ga Nha Trang chất đầy đến mức không còn chỗ ngồi phải nằm trên những bao gạo. Tàu rừng ở ga Thanh Hóa, anh em lại vội vã bán gạo mong lấy chút lãi mỗi năm học tôi chỉ được về thăm gia đình một lần vào dịp nghỉ hè những lần nghỉ phép ấy không giúp được vợ con về kinh tế nhưng tôi được chăm sóc chơi đùa với các con được giúp đỡ vợ con bố mẹ hai bên những việc nho nhỏ trong nhà rất mừng là trong những năm chồng đi học xa ở đà lạt tuy rất vất vả nhưng vợ tôi đã sắp xếp được thời gian vừa chăm sóc các con gia đình vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy ở trường thời gian ấy nhiều năm liền vợ tôi vẫn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, và có năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi giải nhất cấp huyện môn toán. Với sự cố gắng không mệt mỏi ấy, năm 1984 vợ tôi đã trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở nơi xa xôi, tôi thầm cảm phục và tự hào về người vợ của mình. Tháng 6 năm 1984 tôi đã tốt nghiệp lớp giáo viên chiến dịch, chiến thuật đạt loại khá. Lãnh đạo học viện Đà Lạt có ý định giữ tôi ở lại làm cán bộ giảng dạy nhưng do khí hậu ở vùng cao nguyên lâm đồng không hợp với cơ địa của tôi. Vì vậy, sau khi hoàn thành chương trình hai khóa đào tạo, thể lực của tôi suy giảm nghiêm trọng, nhất là trọng lượng cơ thể của tôi lúc nhập học năm 1980 là 68 kg, đến năm 1984 khi ra trường chỉ còn 52 kg. Vì vậy, tôi đã đề nghị với Bộ Quốc phòng cho tôi được ra đơn vị ở phía Bắc công tác. Đề nghị của tôi đã được cấp trên chấp nhận. Tháng 8 năm 1984, tôi được Bộ Quốc phòng điều động và bổ nhiệm giữ chức phó tham mưu trưởng sư đoàn 431 thuộc quân khu 1. Trước đây, đơn vị 431 nguyên là trường thiếu sinh quân. Trong những năm chống Mỹ, theo yêu cầu của chiến trường, trường thiếu sinh quân 431 trở thành đơn vị huấn luyện quân bổ sung cho các đơn vị ở các chiến trường miền Nam và Lào. Đến năm 1978, đơn vị huấn luyện quân bổ sung này đã được biên chế thành sư đoàn 431 thuộc quân khu 1 làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc. Sau khi tiến hành các thủ tục theo quy định ở quân khu 1, tôi xin phép tư lệnh Đàm Quang Trung trở về đơn vị ngay. Tư lệnh Đàm Quang Trung quê ở tỉnh Cao Bằng, là cán bộ lão thành cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Pháp, ông là bộ đội Nam Tiến. Thời kỳ chống Mỹ, ông chiến đấu ở chiến trường Trị Thiên và giữ trọng trách tư lệnh quân khu 4. Những năm hòa bình, ông về làm tư lệnh quân khu 1. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội, Thượng tướng Đàm Quang Trung được bầu làm phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chiếc xe mươi 69 của quân khu 1 đưa tôi về đến sở chỉ huy sư đoàn 431 ở xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn, tỉnh Hà Bắc vào một buổi chiều. Hôm ấy, các thủ trưởng và cơ quan sư đoàn đón tôi rất chu đáo. Điều kiện ăn ở của sư đoàn 431 lúc bấy giờ rất khó khăn, nhưng phòng tham mưu vẫn bố trí cho tôi ở một gian nhà lợp mái tranh rộng rãi, đủ tiện nghi để vừa sinh hoạt vừa làm việc. Sau mấy ngày nắm tình hình cơ quan và đi thăm các trung đoàn 12, 155, 103, tôi bắt tay ngay vào công việc theo chức trách của mình. Thật may cho tôi, các thủ trưởng sư đoàn đều là người lớn tuổi cởi mở, chân tình. Sư đoàn trưởng Lê Khôi, sư đoàn phó Hậu Cần Hoàng Liên, sư đoàn phó Tham mưu trưởng Phạm Đạt, chủ nhiệm chính trị Trần Trọng Đức đều coi tôi như người em, người bạn, người đồng chí, đồng đội thân thuộc. Kinh nghiệm chiến trường và kiến thức tiếp thu được ở nhà trường cùng với thực tiễn địa bàn biên giới phía Bắc đã giúp tôi thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ huấn luyện và chỉ huy tham mưu sẵn sàng chiến đấu. Tôi còn nhớ sư đoàn phó, tham mưu trưởng Phạm Đạt có lần nói: "Từ khi anh Mai về đơn vị, công tác tham mưu và kết quả huấn luyện của sư đoàn được nâng lên nhiều. Tôi cảm ơn anh vì đã có lời động viên chân thành." Đầu năm 1985, kẻ địch từ bên kia biên giới có âm mưu dùng một lực lượng lấn chiếm một số địa bàn quan trọng. Thời gian ấy, sư đoàn trưởng Lê Khôi, sư đoàn phó, tham mưu trưởng Phạm Đạt đi công tác. Tôi được giao nhiệm vụ trực chỉ huy. Chấp hành mệnh lệnh của trên, tôi cùng với đồng chí Trần Trọng Đức chủ nhiệm chính trị, đồng chí Hoàng Liên sư đoàn phó hậu cần đã trực tiếp chỉ huy, đưa toàn bộ sư đoàn vào chiếm lĩnh trận địa phòng ngự trên tuyến biên giới Bắc Sa, Kiên Mộc, tỉnh Quảng Ninh và huyện Bình Lập, tỉnh Lạng Sơn và đã ngăn chặn kịp thời âm mưu lấn chiếm của địch. Một hôm đoàn cán bộ sư đoàn 431 do tôi trực tiếp chỉ huy, đi nghiên cứu địa hình. Trên đường cơ động qua dốc 6 độ Bắc thị trấn Đình Lập, Lạng Sơn đã bị một trận pháo kích dữ dội của địch đánh trúng vào đội hình. Do sơ tán, chú ẩn kịp thời nên cả đoàn cán bộ bình an vô sự. Trong thời gian sư đoàn 431 thực hiện nhiệm vụ chặn địch trên tuyến biên giới ngày ấy, một chiến sĩ thuộc Trung đoàn 12 đã hy sinh do pháo binh địch từ bên kia biên giới bắn sang. Sau một năm làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, Mùa hè 1985 tôi được bổ nhiệm giữ chức vụ sư đoàn phó tham mưu trưởng sư đoàn 431. Trên cương vị mới, tôi tận tâm, toàn ý hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách của mình. Đặc biệt, tôi cùng các đồng chí cán bộ sư đoàn chú trọng công tác quản lý bộ đội, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đi đôi với nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ. Thời gian ấy, sư đoàn 431 đóng quân ở một vùng rừng núi thuộc bảy xã trên đèo thuộc huyện Lục Ngạn, tỉnh Hà Bắc đời sống bộ đội còn khó khăn, tiêu chuẩn ăn rất thấp. Các đơn vị đều ở nhà tranh. Bởi vì không có kinh phí xây dựng doanh trại nên bộ đội phải vào rừng khai thác hỗ, tranh, lá nứa về tự làm nhà để ở. Tôi suy nghĩ rất nhiều, làm sao để cải thiện được đời sống bộ đội. Sau đó, bàn bạc với các đồng chí trong cơ quan tham mưu, rồi đề nghị thủ trưởng sư đoàn cho phép phòng tham mưu và các đại đội trực thuộc tổ chức tự đốt vôi, làm gạch để xây nhà. Riêng nói thì rất khó khăn vì bộ đội chưa đủ điều kiện tự làm để giải quyết khó khăn ấy, tôi mạnh dạn đề nghị sư đoàn cho phép phòng tham mưu tận dụng xe không tải lượt đi của những chuyến xe về miền xuôi lấy gạo, thực phẩm để chở nước từ trên rừng về đồng bằng đổi lấy ngói lập nhà cho bộ đội. Bởi vì, sau khi khai thác nước, hoàn thành nghĩa vụ thuế, sẽ được vận chuyển hợp pháp. Với cách làm ấy trong năm 1986, cơ quan sư đoàn và hầu hết các đại đội trực thuộc phòng tham mưu đã có nhà ngói khang trang, sạch đẹp. Số ngói còn lại chúng tôi còn chi viện cho các phòng chính trị, hậu cần, kỹ thuật mỗi đơn vị 5.000 viên và bán được một số cho dân nên những ngày lễ, ngày Tết cán bộ chiến sĩ thuộc phòng tham mưu được cải thiện một bước rõ rệt. Trong năm 1986, phòng tham mưu còn trang bị được quạt điện tại nơi ở và phòng làm việc của cơ quan. Chúng tôi còn đóng cho cán bộ trung đội, đại đội trực thuộc, cán bộ cơ quan phòng tham mưu và cán bộ sư đoàn bàn ghế, giường, tủ. Tùy theo cấp hàm và chức vụ mỗi người được nhận từ một đến ba loại. Anh em cán bộ đơn vị Cơ quan tham mưu sư đoàn 431 rất phấn khởi. Đồng lòng xây dựng đơn vị ngày càng mạnh lên. Thế trận vùng biên giới ngày càng vững chắc, ổn định hơn. Tháng 3 năm 1987, tôi được thăng quân hàm đại tá. Tháng 4 năm 1987, tôi được về học đào tạo cán bộ chỉ huy tham mưu chiến dịch, chiến lược khóa 9 của Học viện Quân sự cấp cao, thời gian học là 2 năm 6 tháng có lẽ những năm tháng ấy là thời kỳ nền kinh tế việt nam gặp khó khăn lên tới đỉnh điểm do chính sách bao vây cấm vận của mỹ và những thách thức ở biên giới tây nam và biên giới phía bắc một lần đại tướng võ nguyên giáp có dịp đến thăm học viện quân sự cấp cao ông nói trong tình hình đất nước khó khăn thiếu thốn như thế mà các đồng chí vẫn miệt mài học tập như vậy thì tôi yên tâm rồi nhất định đất nước ta sẽ vững vàng vượt qua mọi thử thách thời điểm ấy mức lương của tôi sau khi nộp tiền ăn và nhu yếu phẩm ra chỉ còn đủ mua chưa tới một yến gạo trên thị trường tự do. Lúc bấy giờ, mọi người lấy hạt gạo làm thức đó nên tất cả mọi thứ đều được quy đổi ra thóc gạo. Có đủ cơm để ăn vừa đủ no là mơ ước của biết bao người. Trong thời gian học tập ở học viện quân sự cấp cao, tôi không giúp được gì cho vợ con và gia đình. Vậy mà vợ tôi, một nách ba con nhỏ, vẫn nhẫn nại, chịu đựng, vượt khó, vun vén lo liệu cho gia đình. Ngoài việc dạy học ở trường, chăm sóc các con, không biết lấy sức lực ở đâu mà vợ tôi còn nuôi được lợn, gà, vịt, cá và trồng rau, trồng cây ăn quả. Để cải thiện đời sống. Tuy công việc ở trường và ở nhà rất vất vả, nhưng vợ tôi vẫn cố gắng tham gia một số hoạt động ngoại khóa và học tập chuyên môn nữa. Hè năm 1988, vợ tôi được trường cử tham gia cuộc thi cờ vua do Sở Giáo dục tổ chức ở thành phố Nam Định và cùng đồng nghiệp tham gia hội diễn văn nghệ ở huyện Xuân Thủy. Dịp ấy, tôi đang nghỉ phép nên đã thay vợ chăm sóc và chơi với các con ít ngày tuy tôi có lúng túng đôi chút nhưng các con đều ngoan những ngày mẹ vắng nhà các con hải chung, duy trọng và thanh tùng đã giúp bố nấu cơm cắt cỏ cho cá quét nhà quét sân và phụ bố cho lợn gà ăn dịp ấy tôi còn được các ông bà nội ngoại giúp đỡ nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình Chính xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại